Alo. Bắt đầu buổi giải đáp hôm nay. Con xin đọc câu hỏi đầu tiên như sau ạ. Mẹ con có dấu hiệu có người âm nhập. Con có cho mẹ nghe các bài giảng pháp của kinh vật lý, nhưng mẹ không nghe. Vậy con có nên đưa bài kinh An Vị Phật cho mẹ nghe không ạ? Trường hợp kinh An Vị Phật, An Vị mẹ cũng không chịu nghe, thì con phải làm gì để có thể giúp được mẹ con? Mong bác chỉ cách giúp con. Bây giờ mình sống cái thế giới này là cái thế nhân quả. Cái tần số người ta thấp quá, không đừng có ép. Nếu mà mình ép nó kẹt lắm, ha, mà có chuyện nguy hiểm lắm chứ không phải đâu. Là vì tất cả những người sống ở đây mà không chịu nghe cái này là cái tần số âm nó nặng lắm. Mà âm á, thì mấy ông kia nhào vô động á, coi chừng nó quật chết luôn á. Thôi, mình độ, ông Phật ông bảo là độ người hữu duyên thôi, người nào có duyên ông mới độ. Còn có duyên thôi đừng có độ. Mình đến đây cha mẹ vợ chồng con cái đến đây là do cái duyên nghiệp và duyên nợ. Thành ra mình phải tuân thủ cái quy luật vật lý này. Đừng có khi nào mà mình làm cách gì nó quá đáng, không được. Con người ta ở trong cái số mà sống với tầng âm đó, đừng có kéo lên được. Giống như con cá mà sống với nước, đừng có đem lên bờ, đem bờ nó chết liền. Thế giới này là thế giới vật lý, nhân quả, luân hồi. Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Thiền Tông nó ra đời để nó nói bằng sự thật. Không phải nó xóa đi cái sự thật mà nói bằng sự thật. Rồi ai ở cái tầng cấp nào thì phải sống theo từng cấp đó. Còn muốn vượt ra cái tầng cấp thì phải tự mình thoát ra, cho người ngoài không giúp được. Nên nhớ một điều. Vì thế mà gia đình của Đức Phật có bị cái gì, ông cũng hoàn toàn, ông đứng ông dòm sao cho không khi nào ông nhào vô để ông phá vỡ cái quy luật vật lý này. Mình phải hiểu như vậy. Thiền Tông ra đời để làm gì? Là nói rõ bằng sự thật của trái đất này. Linh thiêng ai làm ra, mình sống làm sao đúng theo quy luật nhân quả của mình. Muốn vượt ra quy luật nhân quả của mình thì phải tự mình, chứ không phải nhờ người khác giúp. Người khác giúp được tức nhiên là ép cái gì, khi nó sai rồi nó phản ứng lại. Kêu bằng phản ứng vật lý thì cái người đó rất nguy hiểm. Vì thế mà khi chùa Thiền Tông Tân Diệu ra, cái ban đầu có nhiều người nó kẹt ở chỗ này, nó nhiệt tình quá đi. Người ta đã giống như người ta đi phải không, một giờ có 10 cây số mà biểu người ta đi 20, người ta đi không được đâu. Mình kéo người ta đi là người ta sẽ gãy giò đó. Phải hiểu cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 2. Hiện tượng sấm sét là do điện từ âm nó đụng vô điện từ dương. Hai cái này nó va chạm nên sinh ra sét. Vậy cho con hỏi, người bị sét đánh là do nghiệp gì mà họ lại bị vậy ạ? Giờ mình cũng không thể nói được. Chứ nguyên tắc á, ở dưới đất này, thí dụ sét đánh á, một là nó xuống cái cây cao, nó hút cái cây nào mà nó lực hút điện dương được thì nó hút xuống. Con người của mình cũng vậy, khi mà lằn sét nó xuống cái chỗ nào cao nhất là nó hút. Vì thế mà bất cứ người nào đi ngoài đường mà trời mưa đó, bất cứ thứ nhất là cái dù nó có cái sét ở trong, nó đánh xuống là nó chết. Cái này là nó là cái ngẫu nhiên, chứ cũng không phải là cái chuyện gọi là tai nạn thôi, chứ không phải xếp vào cái nhân quả nha. Nên nhớ là xếp vào cái tai nạn, không xếp vào nhân quả được. Nhân quả là một cách bình thường, nó sẽ đến mình từ từ. Thấy không? Còn hoặc là khi nào mình đi di chuyển bên ngoài đó, mình bị cái này bị kia là do cái nghiệp của mình phải đi tới cái chỗ đó rồi bị cái tai nạn đó. Đó là cái nhân quả. Còn vấn đề mà nó đại trà, đây là gọi là tai nạn. Thấy không? Mình không thể nói được. Nếu xét về nhân quả cũng không đúng. Mà thì khoa học nó bảo là đây là một cái hiệu tai nạn thôi. Vì thế mà nhân gian có câu là sanh nghề tử nghiệp. Anh làm cái nghề gì anh chết theo cái nghề đó. Anh đi ra ngoài đường,
bị xét đánh là tại vì anh đi làm cái nghề ở ngoài đường, ngoài đồng, gọi là sanh nghề tử nghiệp. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 3. Một người đọc sách của thầy thì không ngộ, nhưng khi đọc Kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn thì họ nói họ đã rất ngộ và họ có thể giải thích được cho mọi người về pháp môn thiền tông này. Vậy thưa bác, người này có thật sự hiểu về pháp môn thiền tông không ạ? Cái này nó đi ngược quy luật vật lý. Khi nào mà anh đọc cái đầu tiên, anh đừng có đọc cái sách này mà anh đọc Kinh Kim Cang mà anh ngộ á, thì nó đã thuận chiều. Còn anh đã đọc cái này rồi mà anh không ngộ, anh đọc Kinh Kim Cang ngộ là nó phản ứng lại, đi sai hoàn toàn, giải hoàn toàn không đúng, là đi giải ngược chiều không đúng. Trừ có nghĩa là người đứng trên cao nhìn xuống thấp là đúng, còn người dưới thấp nhìn trên cao sai, không thể tả được trên cao đâu. Vì trên cao là sao? Trên cao thấy những cái gì mình thấy, mà còn cái chỗ khuất mình sao mà làm thấy. Chỉ trừ người trên cao, thiền tông nó nằm ở trên cao, nó nói lại những cái quyển sách mà quyển kinh đã từng theo vật lý mà nói đúng thì cái người đó mới đúng được. Còn nói hầu đọc Kinh Kim Cang mà ngộ là hoàn toàn sai. Mà ngộ là ngộ của vật lý, nên nhớ là Kinh Kim Cang ngộ là ngộ vật lý nha. Còn thiền tông ngộ là ngộ thiền tông, nó khác. Mình phải hiểu cái nguyên tắc. Đâu phải, bởi vì nếu mà nó hô, nếu mà ngày xưa, nếu mà ngộ như ông Lục Tổ Huệ Năng ngộ Kinh Kim Cang, ông có giải thoát được không? Hoàn toàn, ông chỉ hiểu thôi. Giải thoát phải đi qua giai đoạn khác. Giải thoát ông làm tổ, ông nắm được toàn bộ những cái hệ thống này thì ông mới là giải thoát được. Mà nên nhớ một điều là muốn giải thoát phải công bố quyền ký ra thì chương trình giải thoát mới đúng được. Còn quyền ký chưa công bố ra thì tôi cho tu 1000 năm không ăn thua gì. Vì thế mà từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn 2561 năm về trước, không ai giải giác ngộ giải thoát được. Chỉ trừ trường hợp là quyền ký công bố ra, thì từ khi công bố quyền ký ra thì giác ngộ giải thoát mới biết. Bởi vì cái danh từ, nên nhớ rằng tất cả những cái danh từ mà từ cái quyển số 1 cho đến quyển số 8 hoàn toàn không có nói danh từ giải thoát, mà chỉ bắt đầu từ số 9 bắt đầu người ta mở, số 10 ta nói đi vào cái giải thoát. Đây là cái quy luật của nó. Vì Đức Phật biết rằng cái pháp môn này nó không phải đơn giản đâu. Ngày xưa ổng vừa nói ra là nó chửi ổng rồi. Vì thế mà bắt buộc ổng phải tuần tự cho đi theo cái quy luật vật lý, để đến khi nào con người có cái bộ óc đồ đời nguyên tử thì mới hiểu được cái những cái ngôn từ mà có Đức Phật dạy. Nếu mà nghe Đức Phật mà không hiểu cái bằng cái bộ óc khoa học và cái bộ óc điện tử thì hoàn toàn không ai tu được cái thiền tông này. Vì thế mà nó mới có cái chuyện là phải bí mật truyền theo dòng thiền tông 2561 năm ra mới được công bố ra. Không phải đơn giản, cái thiền tông không phải đơn giản đâu. Bây giờ tôi nói, nếu mà nói tất cứ người tu theo đạo Phật ở thế giới này, trước khi công bố quyền ký, ai có nói giác ngộ giải thoát không? Hoàn toàn không ai nói tới. Họ biết rằng đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, nhưng mà họ không hiểu. Vì thế mà ổng mới có chuyện ngồi thiền, rồi mới cầu nguyện, cầu xin, rồi lập tu viện, lập thiền viện. Nó sai là cái chỗ này. Tu viện là cái gì? Tu viện là nơi ép xác ăn năn hối lỗi. Khi mà chỉ có đạo Thiên Chúa người ta mới có tu viện thôi. Vì tu viện vô đó là ăn năn hối lỗi gì mang tội tổ tông. Vô đó thì ăn năn hối lỗi, tu viện là nằm ở chỗ đó. Còn thiền viện là cái nơi dụng công để nó phát ra thần thông trưởng lực do đạo tiên. Người ta thực hiện cái này để người ta đánh lộn với nhau. Còn đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật dạy chỉ có 5 chữ thôi, không có hơn. Đạo Phật hoàn toàn có 5 chữ thôi. Còn nếu mà ai làm sai, hoàn toàn sai hết. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 4.
Con là Phật tử Thiền Tông đã 3 năm nay, nhưng con vẫn chưa ra được kệ để được vào bí mật Thiền Tông. Gần đây con có hiện tượng, hễ con định đi đâu thì trước đó con sẽ nằm mơ thấy nơi mình đến. Và khi đến nơi thì con giật mình vì thấy giống như giấc mơ. Con xin bác giải thích cho hiện tượng của con là sao ạ? Và con làm sao để hết hiện tượng này ạ? Giờ cái phần này nó hai cái giải thích. Một cái là mong cho có kệ để được truyền thiền. Đây là hoàn toàn nó sai. Khi nó đến với Thiền Tông là do cái phước lực của mình, có cái công đức nó kéo mình tới. Chứ còn nếu mà mình mong thì không được. Mong thì bị ông Thánh nhào vô dẫn mình đi là sai. Vì mình mong á, vì thế mà nằm mộng thấy này thấy kia. Đây là cái thế giới này là mình phải hiểu thế giới của ai? Thế giới của thần và thế giới của thánh. Bất cứ mong muốn cái gì thì thần thánh thì giúp mình. Về Thiền Tông nó sai hết. Bây giờ Thiền Tông nó ra đời nó mới giải mã được tất cả những cái hiện tượng hữu hình và vô hình. Ai hiểu được cái này mới hiểu Thiền Tông. Còn không hiểu cái này thì nói Thiền Tông tu là nói chơi vui thôi. Vì thế mà Đức Phật cũng bảo nó khi truyền thiền 5 người đi tới thôi, 95 người rút lui. Nên nhớ cái số rất lớn chứ không phải nhỏ đâu. Thì mình nên nhớ rằng mình cố gắng làm sao nằm ở trong cái top 5 người này. Bất cứ cái gì, đừng có mơ mộng bất cứ gì hết. Mà muốn tu theo Thiền Tông, tu 5 chữ, đừng có tu 6 chữ. Nên nhớ một điều, 6 chữ là sai. Đó, mình phải hiểu cái này. Còn nếu mình không hiểu á, thì chắc chắn 100% mình bị lừa. Bị thế gian này nó lừa mình. Vì sao? Vì thế gian này vô hình thần thánh, hữu hình con người. Có vậy thôi. Nên nhớ rằng phải hiểu cái quy luật của nó. Còn vô ở thế gian này cầu xin lại lục bất cứ gì là bị mấy ông thánh, ông thần lừa mình hết. Mà ông thánh thì lừa mình nhiều nhất, ông thần thì ít thôi. Ông thần thì nói đúng ra cái ban bệ thần nó có 4 cái ban bệ. Mà cái ban bệ mà gọi là thần phá đó, nó rất ít. Nghe không? Còn thần lập đạo khác, rồi thần kim cang khác, rồi thần phước thiện khác, thần từ hành nó khác. Nó mình hiểu, tu theo đạo Phật phải hiểu cái công thức và cái nguyên tắc đó. Thì mới tu theo đạo Phật đúng. Còn không hiểu cái này, ngồi đó tưởng tượng, tu theo tưởng thôi, thì hoàn toàn sai 100%. Bởi vì ông Phật nói là khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi, chưa có đưa ai về Phật giới, mà duy nhất chỉ có một hai người thôi. Vì thế mà Đức Phật phải bí mật truyền cái pháp môn này, để đến đời mạt thượng pháp công bố ra. Khi loại người văn minh lên cao mới tiếp nhận được cái Thiền Tông này. Chứ không phải đơn giản đâu. Đừng có tưởng là mình cất cái chùa to, mình ngồi đó mình tu mấy chục năm thành rồi. Hoàn toàn thành hết. Tu lâu thành hòa thượng. Còn tu dụng công thành A-la-hán ở trái đất này. Còn hai cái loại thành nữa là một thành giảng sư đi kiếm tiền, một kỹ sư làm giàu. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Bây giờ đạo Phật ra đời mấy ngàn năm, nhưng mà chính thức dạy giải thoát mới có 2 năm rưỡi thôi. Chưa có, từ xưa giờ chưa có dạy giải thoát. Vì thế mà đạo Phật giáo lý không ra được. Vì thế mà tất cả những người ở thế gian này, môn đồ của Đức Phật hoàn toàn tu tưởng, tưởng cái gì làm bên ấy. Vì thế mà nó sinh ra 84.000 cái tưởng. Rồi người ta bảo là đạo Phật có 84.000 pháp tu. Vì nó đi theo cái tưởng của người ta. Đạo Phật có 6 pháp môn tu thôi, nhưng mà có 5 cách để tu, chứ không có hơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cái ý thứ hai là, và con làm sao để biết hết được cái hiện tượng như vậy? Bây giờ đó, mình làm sao? Bây giờ suy nghĩ nè. Anh mới học lớp 5 mà anh đòi học hết, đọc hết chữ làm sao? Mình phải sống theo cái lực của mình chứ, theo cái nghiệp của mình chứ. Anh ra đời đây, anh sống bằng cái nghiệp tần số mấy, anh phải giữ đúng cái tần số đó. Anh mới học tới lớp 5 mà anh hỏi làm sao?
giải phân số rồi sao được? Thấy không? Cái đó là do cái của mình. Còn bây giờ anh muốn tăng theo đạo Phật Thiền Tông, anh muốn tăng cái này, anh tạo công đức tự động nó phát ra. Có nghĩa là công đức nó sáng ra thì tất cả nó đường nó sẽ thấy xa hơn. Chứ giờ anh ở trong cái tần số này đừng có mong, anh mong thì coi chừng mấy ông thánh lừa anh đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu số 5. Thưa thầy, một người trước khi mất 3 ngày mà nhìn thấy mấy ông bà, cha mẹ thì họ sẽ được vào dòng tộc, tức là trong thời gian 49 ngày chung ấm thân đó sẽ không bị đi nhầm vào loài cô hồn, phải không ạ? Trường hợp như thế nào thì để bị loài cô hồn lôi kéo ạ? Bây giờ đã ta nói ta giải thích là cái bài dặn dò thấy ông bà cha mẹ mình mà thích thương lợi ôm, vì theo ông bà cha mẹ là phải theo dòng họ để đầu thai. Còn nếu mà thấy ông bà rồi bên cô hồn nó dụ nó mày vô trong đó ra mày phải có vợ con nhà cửa làm mới có ăn, còn ra đây đi với tao không có làm gì trời á, người ta cúng thiếu gì, muốn cái nào khỏi nhà cửa gì hết á, mày vô đây mày mang thân tứ đại thì phải mặc quần áo, còn bên đây không cần, ở trên điện từ không cần cái này, giống như con chim đi không cần mặc quần áo, mà vô làm người gì nhân nghĩa lễ chính ấy, để đi tính anh phải mặc quần áo, có nhà cửa ở, như con chim, con trâu, con bò hoàn toàn không cần. Thấy không? Bên cô hồn nó cũng vậy, ở đây không có làm gì, muốn ăn lợi cái hàng quán nào hửi cái xong, vô nhà hửi xong thì cái nào bây giờ muốn vô thì cái lúc đó đó, trong 49 ngày này nè, nó cứ dằn co hoài, có nên vô dòng tộc để đi theo nhân quả luân hồi của gia đình không? Hay là đi qua cái dòng, đi qua cái cô hồn cát đảng này nè, không làm mà cũng có ăn, cái gì cũng được, xưng ông trời, ông đất, ông Phật, ông tổ gì cũng được, vô cô hồn được quyền. Vì cái chỗ này mà nó mới có thời gian 49 ngày cho quyết định cái trung ấm thân này, anh đi đâu? Nếu mà anh bị nghiệp thì thần thực thi nhân quả là kéo anh trả lời nghiệp súc sanh hoặc là địa ngục gì đó, hay là ở trong thực vật gì đó. Còn nếu phước là anh đã đi rồi, phước là lên giảng sanh rồi. Vì thế mà trong cái dòng tộc hoặc cái trong cái cô hồn các đảng này, ta cho mày 49 ngày phải suy xét lại. Vô loài người thì phải đầy đủ tư cách của một con người, vô loài cô hồn các đảng không cần, vô ăn liền có ăn liền, mà đi rất nhanh, nên nhớ là vô của hồn đi rất nhanh, từ đây đi qua Mỹ một giây thôi tới, còn vô mang thân người ha, xin lỗi ông, mà chạy có 15 cái số giờ mày chạy, còn mày đi có 5 cái số giờ đó, muốn thế nào đó nó thuyết phục mà giữa hai bên nè, hai bên thuyết phục anh muốn ở đâu. Thì cái này vì thế mà nó có vũ 49 ngày để cho cái trung ấm thân này quyết định. Tuy là thích ông bà cha mẹ rồi đó, nhưng mà nếu mà cái nghiệp nặng thì bắt buộc phải vào để mà trả nhân quả. Sanh ra làm vợ chồng con cái với nhau, ông bà cha mẹ vậy đó, thì phải đi theo cái quy luật này. Vì thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi, theo quy tắc vật lý âm dương. Tu đạo Phật phải tiêu nắm được cái căn bản này thì tu mới đúng. Còn tu theo đạo Phật mà không hiểu căn bản này, hoàn toàn tu tưởng là tu sai. Rồi ông thầy tu đạo Phật mà làm bùa, làm chú, làm ngải, rồi cầu xin lại lục, cầu an, cầu siêu, trục vong, hoàn toàn cái đây là của ông thầy Pháp. Cầu siêu, cầu an của đạo lão là của thầy Pháp, chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật có dạy là giác ngộ và giải thoát và cách tu thôi, chứ không có khác. Đạo Phật dạy là giác ngộ, giải thoát và công thức tu, nên nhớ vậy thôi, chứ không có cái chuyện mà bày đặt ra cúng này cúng kia cúng nọ cúng cái gì. Ông Phật nói trái đất này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, mà cúng ai đây? Thần thì có nơi rồi, ngạ quỷ thì có miễu rồi, còn nó lang thang mấy người, mấy ngạ quỷ mà lang thang đây là cái gì? Đi theo những cái hàng quán để nó ăn,
rồi người nào mê tín cứ đốt nhang rồi lại cầu xin thì nó nhào vô, nó làm cho hiển linh vậy thôi. Đó, mình phải hiểu vậy thì mình mới hiểu cái thế giới này. Và ông Phật là tại sao ông Phật nói được cái này? Là vì ông Phật có ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Thì ta hiểu toàn bộ cái hệ thống của thế giới này mới gọi là đạo Phật. Đạo Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Có nghĩa là Phật đi đâu thì tánh thấy nói nghe phải đi theo ông Phật để mà hành động của một vị Phật mới gọi là đạo Phật. Đạo Phật không có cúng tụng lại lục cầu xin ai hết, trái đất này không có cúng. Đức Phật nên nhớ một điều, suốt mấy chục năm ông chỉ đi thôi, hoàn toàn ngồi ăn xong rồi ngồi giảng đạo thôi, hoàn toàn. Ông đâu có cúng ngày nào, ông đâu có tụng ngày nào, ông đâu có cầu xin ngày nào. Mình phải hiểu chứ, mình phải hiểu ông Phật ra đời để làm cái gì. Trên thế gian này nó có bốn cái đạo chánh. Đạo người là do ông Phật làm. Đạo thần do thần mượn xác người mê tín lập ra. Đạo thánh cũng mượn xác người mê tín lập ra. Và đạo tiên cũng vậy. Mình phải hiểu với biết nguyên tắc này. Trên trái đất này có bốn đạo chánh thôi. Còn có đạo phụ thì mình không nói. Đạo ông này bà kia đó là bịa đặt thôi. Chứ làm gì có cái chuyện mà căn bản. Trên trái đất này có bốn đạo: thần, trời, thánh và tiên, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình ạ. Alo. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Kiếp này giàu là do tạo phước của kiếp trước, nhưng đã gọi là phước, là nhân quả, thì tại sao lại phải nhờ bên cõi âm đưa khách đến thì mới bán được hàng ạ? Cái phước là do mình. Bây giờ có phước thì gọi âm nó mới đưa. Mà bây giờ đó, bây giờ giống như mình có cái nhà to mình ở, mà bây giờ nếu mình không có người giữ nhà làm sao? Mình không thể quản lý được. Mình có phước. Nhưng mà cái việc buôn bán cũng vậy. Là tất cả những dãy phố người ta buôn bán với nhau, cái phố nào mà cái nhà mình bán mình có khuyến mãi thì người ta sẽ đến nhiều hơn. Mà khuyến mãi là mấy người kia người ta dẫn tới. Tuy mình có phước, nếu mình không có phước thì mình không có mở được cái cửa hàng đâu. Tất cả những người sống này là sống theo đẳng cấp của mỗi người. Có nghĩa là anh đẳng cấp anh, trong cái thế giới này anh được 10 lượng vàng, tại đúng 10 lượng. Nhưng mà muốn giữ được cái 10 lượng này thì có rất nhiều người ủng hộ, chứ không phải anh tự nhiên anh giữ được đâu. Giống như anh cất một cái xí nghiệp ra, anh có phước xí nghiệp ra, anh không thể quản lý cái xí nghiệp được, mà anh phải thuê người. Thì cái buôn bán nó cũng vậy. Cô hồn các đảng là gì? Là giống như thế gian là cò dẫn mối vậy đó. Bây giờ nếu mà một dãy phố mà người ta cất ra để người ta bán thực phẩm, bán cho xe chạy đi, chỗ nào nó cho tôi 10%, 15%, 20% tôi dẫn tới. Anh có phước anh mới làm được cái cửa quán này. Còn cái vấn đề mà ta đến đông hay không là do cái ông cò, là do cái mấy ông cò hồn là cúng á, thế giới âm mà ta cúng á. Thấy không? Có nghĩa là anh có phước cái đẳng cấp, anh có cái tầng số đó rồi. Còn cái vấn đề mà đắc ế là do mấy cái kia, do mấy cái thế gian này. Đó, anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là người ngộ thiền tông khi đi sai đường sẽ có biểu hiện gì ạ? Bây giờ đây sai đường đó, đi thiền tông mình nghiên cứu cho kỹ là không sai. Còn nếu mà tu thiền tông, nghe thiền tông một đường mà đi nghe người khác nói một nẻo thì 100% bị sai. Nhớ rằng đạo Phật thiền tông 5 cách, 4 cách để biết và 1 cách để thực hành. Phải đi đúng cái quy luật này.
Còn anh đi sai, hoàn toàn anh đi sai theo con số thứ 6 là hoàn toàn anh sai hết. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bởi vì có nhiều người nghe chút xíu rồi đi ra giảng tầm 7, đi giảng cái nó sai liền. Bởi vì mình nên nhớ rằng căn cứ vào Đức Phật à, tánh nghe tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Nên nhớ là tánh nghe tánh thấy là bè, mình tu bằng cái tánh này nè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Duy nhất chỗ này, dầu ông ngồi thiền sớm trưa, nếu mà ngồi rồi đó, nếu mà có thành tựu thì xa quê xưa của mình. Đâu mà thành tựu thì chắc chắn quê xưa không đến với mình được. Mình hiểu cái nguyên tắc đó. Thiền tông anh tu bằng công thức, và anh hiểu như thế nào anh mới tu được. Chứ không phải nghe nói năm ba đọc, tôi cho đọc 10 quyển sách hoàn toàn không tu được, không biết đường tu luôn á. Là vì ta giải thích bằng cái lý lý thuyết của thế giới vật lý này, nó không có giải cái thực hành. Sách nhớ là giải bằng lý thuyết, không giải thực hành. Mà thực hành nó nằm ở trong cái giải đáp á, và trong cái đường về Phật giới nó dạy cái này, thấy không? Bây giờ bởi vì tại sao có nhiều người họ tu họ hiểu nhưng mà họ không hiểu cách làm sao, rồi bắt đầu tưởng tượng đủ thứ hết và làm đủ chuyện hết. Nó sai là sai chỗ đó đó. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là con được chứng kiến một số người đi nói xấu, khinh chê pháp môn thiền tông đều bị những bệnh khó chữa. Trong thiền tông liệu có cách gì để giúp họ không ạ? Thiền tông á, nói đúng ra nó cái chuyện này ông Phật đã nói mấy ngàn năm trước rồi. Khinh chê Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh nói gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khinh chê ông thần có bổn phận là đánh lợi cái khinh chê mình, trả lại cho mình, là mình bị thương. Nên nhớ rằng ở trái đất này, cục đá nó văng bị thương, vô bác sĩ trị được. Ông thần đánh bằng điện, làm sao thế giới này biết cái đường đó mà trị? Nó đi qua cái bệnh khác, rồi làm sao trị đây? Có nghĩa là ở thế gian này, bất cứ cái gì đến với mình bệnh thì bác sĩ trị được. Còn cái thế giới âm mà nó đến với mình thì thế giới âm mới trị được. Nhưng mà nên nhớ rằng âm của hồn trị được, mà âm thần kim cang đánh thì bó tay luôn. Tùy theo cái lúc đánh nặng lúc nhẹ ổng á. Ổng đánh mà trúng cái tay thì nó cứ gãy cái tay thì còn có thể cắt bỏ được. Nó đánh trái tim thì làm sao đây? Trái tim bị lủng. Ở đây thì người ta giá được ha. Thế giới này còn giá trái tim được, chứ còn cái thế giới loài thần giá đánh vô rồi. Nó đánh bằng điện mà, chứ đâu phải đánh bằng vật chất đâu. Thì làm sao? Vì thế mà trước khi là dạy cái này, Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại rồi, bắt ông chửi Như Lai tội không bản đâu, mà đừng có khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau này thiền tông nó ra đời, đừng có chê nó là bỏ mạng luôn. Như Lai cũng bó tay cũng không cứu được đâu. Nó phải hiểu vậy thì thôi, và ráng chịu chứ sao. Thế giới vật lý trước, bởi vì trước khi cái thiền tông này nó ra đời, người ta đã xuất bản 10 quyển sách tương tự để chỉ từ lớp từ lan. Vậy mà còn chửi tối đa luôn. Nếu mà thiền tông mà không đi từ tương tự 10 năm thì tôi bảo đảm là cái chùa này vừa nói ra nó đốt liền, dù luật pháp mạnh cỡ nào cũng đốt. Đó, nhờ vậy mà ta 10 hồi hại lễ 6 mà tới 2017, tức nhiên là 11 năm cái pháp môn này mới được công bố ra, mà công bố bằng chính quyền sách vở và giáo hội. Mà còn vậy đó, mà trên mạng mấy thầy còn chửi tối đa luôn, chửi ma dương, rồi quỷ ma, rồi cô hồn các đảng, rồi sao đây? Một vị Phật nói toàn năng toàn giác, một vị Phật dạy cho công thức giải thoát mà chửi ổng là ma dương, ông Phật là ma dương, rồi sao đây? Còn tôi có chửi ăn thua gì? Tôi là chỉ người cầm cuốn sách ổng tôi đọc lại cho nghe thôi, chứ tôi cũng không ăn thua gì. Thì chửi tôi không ăn thua gì, chửi tôi là tại tôi ngu, tôi dám cầm cuốn sách này tôi nói cho mọi người nghe. Chứ hồi đó tôi biết là tôi dẹp luôn, thì tôi đâu bị chửi đâu, mà tôi đâu có tốn tiền nhiều đâu.
các chùa bất cứ làm gì tôi cũng bỏ tiền ra, mà mục đích là tôi muốn cho người Việt Nam mình biết đạo Phật tiền đạo Phật nó có 6 pháp môn tu, chứ không phải là 84.000 pháp môn tu. Tôi chỉ mong vậy thôi. Thì rồi bây giờ thôi xin chơi và bị thằng kia bang đánh ráng chịu, chứ làm sao mà cứu. Thôi bây giờ người nào đánh thì chịu chết thì, nhưng mà nên nhớ thằng Kim Cang mà đánh mà chết rồi đừng có mong trở lại làm người. Xuống ở tầng 18 á, xuống ở tầng 18 ở, rồi từ từ bò lên. Nên nhớ vậy đó. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là tại sao chùa Thiền Tông không cho tu mà chỉ học công thức giải thoát, nhưng biển trong chùa thì ghi là tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật ạ? Bây giờ thế gian này đó, tôi trả lời vấn đề không cho tu rồi tôi nói trả lời cái tu. Bây giờ hỏi vậy chứ thế giới vật lý này nó đang quay cuồng. Anh tu có nghĩa là anh phải dừng lại tất cả những cái thế giới vật lý này, anh dừng nổi không? Nó đang quy luật mà, giống như chiếc xe trong cái thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, sinh hoạt người ta nó liên tục, mà anh dám đứng ra dừng không? Dừng cái sinh hoạt của người ta không? Nếu anh dừng nó thuộc về anh điên rồi, nó cán anh chết rồi. Còn anh tu là gì? Anh tu để thành cái gì? Cao nhất là thành cô hồn. Còn nếu mà anh không thành cô hồn thì anh thành ông thầy thôi, làm sao giải thoát được? Vì thế mà Đức Phật không cho tu chỗ này. Đã thế giới vật lý mà anh vô anh tu là nó phải theo quy luật của nó. Có tu có nghĩa là anh chạy theo nó đó. Thế giới này, thế gian này, trái đất này mạnh nhất là cái gì? A-la-hán. Cao nhất là A-la-hán hoặc là ông thầy thôi. Nếu tu. Còn nếu tu phước thì lên trên ba giới của trời á. Thấy không? Còn vấn đề cái chùa Thiền Tông Tân Diệu ghi là tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật. Đây là cái văn học của thế gian để cho người ta biết rằng anh tu Thiền Tông. Chứ còn nếu anh không để chữ tu nói cái gì giờ? Thầy bắt buộc phải nói chữ tu. Nhưng mà sao cùng cái câu này tại sao Đức Phật nói là qua sông bỏ bè. Anh qua sông anh phải có con bè anh qua, nhưng mà cái bè đâu phải là cái chân lý để anh đưa qua sông. Vì thế qua sông phải bỏ bè. Còn cái vô chữ tu là nói ta dụ cho biết ở vô đây ta có dạy Thiền Tông tu để thành Phật đó. Nhưng mà thành Phật làm sao? Tu một chữ thôi. Mình nói chữ tu chứ sự thật nó không có tu. Nó là buông dừng thôi dứt hết liền tử sanh. Thì bốn cái chữ này anh muốn tu cái kiểu nào anh tu? Anh tu là sao? Anh buông. Chứ bây giờ anh không, bây giờ thế gian nói giờ hỏi chơi anh có tu, nó không, không tu tại sao anh buồn? Thì cũng tu, thì nói nhưng mà phải phân tích rằng, nói cho người thế gian biết là phải tu để trở về Phật giới. Anh không tu không vậy, tu có nghĩa là gì? Anh đi tạo công đức anh là tu, tu tạo công đức là về Phật giới đó. Ở đây người ta dạy tu, còn cái tu mà nói chính xác là theo vật lý là anh ngồi, anh dụng công, ngồi thiền, ngồi quán, ngồi tưởng, ngồi niệm Phật. Đó là tu hoặc niệm chú. Mà cái này nó không phải, nó chỉ cho anh công thức làm. Cũng là tu, nhưng mà nếu nói mà tu mà theo quy luật vật lý không đúng. Quy luật vật lý là anh phải dụng công, ngồi thiền hoặc niệm Phật, niệm chú. Đó là tu. Nó khác ở chỗ này. Thấy không? Còn nếu mà nói vô chùa không tu, vô làm gì? Anh đi học cũng là học tu, anh ngồi thiền, anh kêu bằng tạo công đức cũng là tu. Thầy nói là cho người ta biết vậy thôi. Hiểu chưa? Không hiểu thì thắc mắc hỏi thêm, không hiểu thì qua câu khác. Tiếp theo là trong làm sao để phân biệt được nghiệp của kiếp trước và nghiệp do tu sai Thiền Tông tạo ra. Bây giờ nghiệp á, Đức Phật có nói gì nè? Đời này mình sống như thế nào là do cái nghiệp đời trước tạo ra. Đời sau mình sống như thế nào là do đời hiện tại tạo ra. Đó là cái nghiệp. Ông Phật chỉ tổng quát vậy thôi. Ngày xưa
Anh đến đây, có nhiều người đến đây ta để phước đức 10.000 cây vàng. Tự nhiên người ta làm có 10 cây vàng không. Anh ngồi đó cũng đem, người ta cũng đem tới cho anh uống mất 10.000 cây vàng. Còn anh đem có 1 cây thì thôi anh xài hết ráng chịu. Đó là do cái nghiệp của mình á. Chỉ ông Phật nói tổng quát vậy thôi, chứ làm sao biết. Phân tích chi ly thôi chắc làm sao phân tích được, thấy không? Còn ở vấn đề mà thiền tông thì tôi nói thiệt, ông Phật khuyên khinh là một câu thế này. Nhưng mà cái chùa thiền tông nó hơi cãi ông Phật một chút xíu. Khi mà con công bố quyền ký ra được 5-10 người biết con trốn đi, con ngồi nó giết con. Đó là tôi thở dĩ tôi ngồi cả 2 năm nay là tại vì tôi cãi ông Phật. Nhưng mà tôi cãi ông Phật đây là tôi cãi có luật chứ không phải là ấy. Tôi nói con nói với Như Lai thế này nè. Nếu mà cái ngày xưa mà cái bộ luật hình sự không ra thì con không dám ngồi đây. Còn cái luật tín ngưỡng tôn giáo không có công bố ra, con không dám ngồi đây. Mà bây giờ xã hội chủ nghĩa cho là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu và tự do viết sách. Tôi còn căn cứ vào cái này. Nếu mà một nước tư bản khác con không dám. Nước xã hội chủ nghĩa là luật pháp đã nói rồi. Mà luật pháp nước xã hội chủ nghĩa rất nghiêm minh, không có tha bất cứ ai. Dù anh ở cấp bậc nào vi phạm là bị luật pháp trừng trị liền. Thành ra con mới dám. Chứ nếu mà không có hai cái luật này, chắc con cũng nghe Như Lai 5-3 người con trốn rồi. Tôi nói thật, cái đó là tại vì tôi nói bây giờ tôi mới hé lộ ra. Chứ không ai mà gan đâu, nói xin lỗi không có ông nào gan mà ngồi đây mà nói mà giải thoát mà phá vỡ toàn bộ cái hệ thống tín ngưỡng của thế giới này đâu. Thiền tông ra đời là phá toàn bộ cái hệ thống tín ngưỡng của thế giới này. Tôi nói thật chứ không phải giấy đâu. Mà bây giờ tôi có chết cũng không thua gì đâu, bởi vì nó hơn ông Phật được 2 tuổi rồi. Ông Phật 8 chục, tôi này 81 rưỡi rồi. Thấy không? Cũng không sao. Rồi có chết nó bắn tôi chết, nó đặt mình nó giật tôi chết cũng không sao. Mà tôi sợ mấy người đi thiệt đi gần tôi đó, bị thương. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trong thế giới vật lý âm dương, liệu có tồn tại ham muốn mãnh liệt nào mà cõi âm không thể đeo bám dụ dỗ được không ạ? Thôi vô thế giới nó quay theo vật lý âm dương, đừng có mong thoát ra. Nên nhớ một điều á, anh có đi qua Mỹ không? Qua Las Vegas á, không có thằng cha nào mà vô Las Vegas mà không đánh bài hết á. Mà tu thì tu cũng đánh luôn. Không cách nào thoát ra được cái quy luật này. Là vì đánh á, nó cho đánh từ một hai xu nè, rồi tới nửa đồng, một đồng. Nó dụ mà. Mà bây giờ tôi nói cái người Mỹ, ở người Mỹ đó, cái tuổi già đó, trên 60 rồi, nó phát tiền cho 300. Đi chơi, mà trong đó nó có 200 phát cho đi chơi. Rồi ngày Chủ nhật nó buồn quá sao, nó xách cái xe lại, nó bẻo mày lại chỗ cái tập trung này nè, lên xe tao cho 20 đô. Đi qua vô Las Vegas đánh, hay là vô cái sông bài nào đánh. Nhưng mà 20 đô nó tiêu chứ sự thật, cái túi mình bao nhiêu nó móc hết luôn. Vô cái thế giới vật lý này, đừng có mong mà thoát ra được cái quy luật này. Anh vô sòng bạc là phải đánh bạc, anh vô cái tiệm mà hút sách phải hút sách, anh vô quán nhậu anh phải nhậu. Chứ không có chuyện mà ông thầy tu mà vô quán nhậu, ông thầy tu mà vô, thầy tu vô cũng chết luôn. Thế giới vật lý mà nó cuốn hút mình mà, cuốn hút âm dương mà làm sao mà chạy thoát được cái quy luật này mà trốn. Không, hoàn toàn không trốn được. Thế giới này phải tuân thủ đúng quy luật của nó, nhân quả của nó. Chứ đừng có nói tôi đây tôi giỏi, không. Trên thế giới này không có ai giỏi rồi. Ai cũng ăn cũng mặc, ai cũng có gì cái tài sắc danh thực thì, ai cũng có cái này hết. Không ai thoát được cái quy luật này đâu. Đừng có mong thoát được cái quy luật này. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là bật đài thiền tông cả ngày để cho cõi âm nghe, làm như vậy liệu có tốt không ạ? Nó một phần tốt, một phần không tốt cũng vừa phải thôi. Giống như mà anh nghe riết anh khùng á. Nghe không? Thiền tông anh nghe riết là anh nghe vừa phải, giống như anh ăn thôi, anh ăn vừa no thôi.
cứ ăn vừa no cứ ăn hoài chút bể bụng luôn. Cái gì trên thế gian này nó vậy, theo quy luật của nó. Anh nghe vừa phải thôi, chứ đâu phải phải tối ngày. Rồi sao? Thế giới này phải đúng quy luật của nó. Mình phải hiểu nè. Ngủ ngày 8 tiếng, đủ 8 tiếng thôi. Ngủ 8 tiếng không chịu, ngủ 10 tiếng, ngủ riết nó khủng. Nó phù luôn. Thấy không? Rồi có. Anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trước khi đi ngủ, con cắm tai nghe đài Thiền Tông. Hồi trước con nghe xong hết ngủ. Bây giờ con nghe được chút con đã ngủ luôn. Vậy có phải người âm cũng nghe được và làm con ngủ không ạ? Bây giờ nói đúng ra anh mở mà anh ngủ được anh cứ mở, mà anh mở mà không ngủ được thì anh đừng mở, có vậy thôi. Còn chuyện âm dương đừng có nói tới. Cái này là ta nói bóng gió cho anh nghe thôi, chứ nó không có thể xác nhận rằng anh mở mà người âm nghe, không đừng có làm đó. Cái đó nó đưa vào mê tín. Chỉ người nào tu Thiền Tông nói cái này họ mới hiểu thôi. Còn cái người á, người tu Thiền Tông nói họ hiểu ngàn, còn người này nói kia nó ồ cái ông này khùng mê tín. Mình phải luyện cho mình nữa chứ. Mình nói cho mình nghe và người khác nghe. Mà trong người khác nó có nhiều cái loại người, chứ đâu phải có một thứ người. Người tu đạo này đạo kia, rồi người không tu, rồi người thờ thần, thờ thánh, thờ ma, thờ quỷ, đủ thứ. Thì trong cái đám này làm sao anh gồm là anh nói được? Không được, thấy không? Có nghĩa là theo Trần Nhân Tông, đói ăn mệt ngủ, vậy thôi. Đừng có thắc mắc bất cứ gì hết. Còn Thiền Tông tu giác ngộ là hiểu biết hết, giải thoát công thức đi ra, cách tu một chữ, rồi xong, không có nói gì nhiều nữa. Đừng có mắc công mà đi tìm kiếm, mắc công đừng có cầu xin lạy lục, cầu ai cho mắc công. Thế giới này là ngũ thú tập cư, thần người ngã quỷ, cầu ai? Không lẽ mình cầu mình? Không lẽ mình cầu thần? Không lẽ cầu ngã quỷ? Mình tính đi. Thế giới này Thiền Tông nó ra đời, nó phân định ra hết rồi, thì phải căn cứ vào cái này mình sống trong thực tế thì hoàn toàn mê tín dị đoan không còn, không có. Đối với cá nhân mình thôi, chứ không phải là cái quốc gia này không mê tín dị đoan. Mình hiểu được thì mình không mê tín, còn mình không hiểu thì mình cũng giống người ta, cũng đi lại như thương. Bây giờ có buồn buồn gì chạy vô chùa lại, Phật ơi cứu con, cứu gì, nói tao rồi đó là ba à, tao cứu không được, tao cứu mày. Đó, hồi xưa Đức Phật nói, vô lại chùa nó thưa Phật ơi, giờ con khổ quá, con bị người ta giật hụi 1 triệu, 2 triệu, khổ quá. Phật cứu, nó trời ơi mẹ, mày chơi hụi thì nó giật thì đúng rồi, thế gian này nói vậy con ơi. Thế gian này là thế gian, gian ác, nó giật thì ráng chịu, ai biết con chơi hụi. Con có làm nhiều, con ăn nhiều đi. Tao hồi đó mà, cái hoàng cung nó vô nó đốt rồi tao còn ngồi tao dòm á. Làm sao tao cứu mày được, thấy không? Phải hiểu cái ông Phật này. Ngày xưa ông Phật đi không khi nào cầm cái chuông, cái mỏ đi đánh đâu. Hoàn toàn đi, đi có bình bát không. Nhưng mà ông đi thì hình thức thôi. Chứ ông về ông ăn đó là ông ăn bằng phước của ông. Hoàng tộc đem ra cho ông ăn. Chứ không phải mà ông ăn cái đồ sinh đâu. Mình phải nói vậy, nói thẳng luôn mà. Ông Phật tu bằng phước, ăn bằng phước. Chứ đâu phải ông Phật ngồi đó. Và bây giờ tại vì người ta thế hệ sau người ta nói ông Phật mặc áo rách rã rồi ốm tông ốm teo rồi nói để cho biết vậy thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Thấy không? Đã nói là ta muốn giải mã năm pháp môn tu phải đi tuần tự như vậy thôi. Chứ đâu phải mà hồi đó là xin lỗi ổng thành Phật, ổng hiểu hết á. Thấy không? Mà tại ở đây ổng có thần thông luôn, nhưng mà sở dĩ ổng ngồi đây ổng làm tìm thần thông là đi ổng để cho người ta biết rằng ổng tu mới có thần thông, chứ không phải là ngồi không. Một vị toàn năng toàn giác cái gì cũng có hết. Mình phải hiểu vậy. Mình không hiểu ông Phật rồi mình mới tưởng tượng tầm bậy tầm bạ. Một nơi thì thờ cái ông Phật ốm nhách, một hơ thờ mập mập ù. Đủ chuyện hết. Nó sai là sai chỗ này. Về Thiền Tông ra đời mục đích là để chuẩn lại toàn bộ cái hệ thống của Phật giáo. Tu sao cho đúng, tu sao là sai. Phật giáo tu có năm tìm hiểu 4 chữ, giác ngộ giải thoát. Và tu 1 chữ thôi, không có tu nhiều.
Nó phải hiểu vậy thì mới hiểu Phật giáo. Chứ Phật giáo không có chủ mà đem ôm chuông cơm mỏ đánh lon con nó cách, không có chuyện đó đâu. Không có ngồi thiền mà không có niệm Phật, niệm chú gì trời trời. Muốn giải thoát thì phải đi con đường này. Còn muốn làm thần thì niệm thật, niệm chú đúng. Còn nếu muốn giảng sanh, nghe lại ông A-di-đà thì trèo lên trển để hưởng sung sướng thì tu theo ông A-di-đà. Nhưng nhớ một điều á, tu ông A-di-đà không phải đơn giản đâu. Anh bằng tỷ phú anh mới tu được. Chứ xin lỗi mà anh đi làm công nhân còn lâu anh mới lên đến nữa. Công nhân anh không đủ ăn mà làm sao anh tạo phước được. Còn anh muốn tạo phước là anh phải lấy tiền của người ta. Anh coi chừng nó sai cái quy luật vật lý này. Anh muốn tu mà lên cõi A-di-đà anh phải là tỷ phú anh mới tu được. Tu đó là tu phước, là anh phải đi làm phước. Chứ không phải ngồi đó A-di-đà, Nam-mô-A-di-đà Phật, không có chuyện đó đâu. Giống như mình ở đây muốn đi du lịch, anh phải nhà giàu, chứ nhà nghèo đừng có mong đi du lịch. Nếu nhà nghèo đi du lịch là đi bộ, đi vòng vòng thôi. Còn nhà giàu, đi nước này nước kia phải là nhà giàu mới đi du lịch. Còn tu thiền, tu tịnh độ cũng phải nhà giàu, làm phước cho nhiều, đúng cái quy tắc đó anh mới giảng sanh được. Giống như đây bên Mỹ mà ta nói giờ đi bù về 10 ngày, 10.000 đô. Tôi có không có đồng nào thì cũng đi đăng ký đi du lịch thôi, đừng có làm cái chuyện tào lao. Ra nó chửi mình bắt công. Rồi khúc đó nó bị mấy thằng cò đó, rồi tôi đưa đây có nhiều đưa đây tôi, mấy cò. Rồi cái khi mà máy bay cắt cánh không có mình, rồi sao đây? Khi mình chết không có mình. Mình phải hiểu vậy, thế giới này là thế giới nhân quả. Bằng thực tế, tu cái gì ra cả đây. Muốn về Phật giới, tu công thức tạo công đức. Muốn giảng sanh, thì tu bằng phước đức dương. Muốn làm nhà giàu, phước đức âm. Phải đi đúng cái quy tắc này. Còn nếu mình không làm đúng quy tắc này là hoàn toàn mình không hiểu đạo Phật là tu cái gì. Rồi trong đó rồi tưởng tượng ra. Tôi còn nhớ có nhiều ông thầy, tại có nhiều người mấy ông thầy chửi Phật tử tại không đến chùa học, thành ra tu toàn bậy. Mấy ông thầy chửi mấy Phật tử vậy. 17.000 ngôi chùa ở Việt Nam có ông thầy nào dạy giải thoát không? Hoàn toàn. Mà vợ vô học cái gì đây? Tới ông học cúng hả? Tới ông học cầu an hả? Ông nói vô để vô vậy đây. Chùa là giác ngộ. Mà tôi nói ở Sài Gòn có cái chùa giác ngộ, mà vô nó không giác ngộ, mà nó làm đám cưới. Làm sao đây? Làm sao vô? Không lẽ tôi vô tôi học làm đám cưới với ông? Tôi vô tôi học để mà tôi làm bùa với ông. Cái chùa giác ngộ mà đám cưới làm bùa làm phép, rồi biểu vô học rồi học gì đây? Mà để là gọi là tăng đoàn chứ. Ghê không? Tăng đoàn. Tăng là một vị thánh tăng. Đoàn là một cái đoàn thể rất dài. Ba người cũng thành tăng đoàn. Mà tưởng làm gì? Làm bùa, làm phép, cúng, tụng, cầu xin, đám cưới. Rồi vậy làm sao? Nó đúng là phải có nhục cái đạo Phật không? Đạo Phật là tinh hoa của nhân loại, không thể làm cái này được. Tinh hoa đạo Phật không phải là cúng tụng lại lục ai hết. Nếu mà tinh hoa mà làm vậy làm sao đây? Đạo Phật còn gì? Ông Thái tử Tất Đạt Đa là ai? Không lẽ ông ra để ông dạy cúng? Trần Nhân Tông không lẽ ông lên núi Yên Tử ông dạy tụng? Nó phải. Ông lên nói ông có nói câu đói ăn mệt ngủ, có vậy thôi. Nhưng mà cái thời đó thì cái công thức giải thoát không được quyền nói ra. Phải đợi Long Nữ nói, cái này nhiệm vụ của Long Nữ nói. Cái này giữa hợp đồng giữa ông Thích Ca và Long Nữ rồi. Cách cả ngàn năm về trước, thời vua Hùng Nghị Dương thứ 17 đã nói trước rồi mấy ngàn năm, chứ không phải dễ đâu. Thì bây giờ cái này mới công bố ra, mà công bố bằng pháp luật đàng hoàng. Mình phải hiểu đạo Phật vô, đạo Phật là phải tìm hiểu cho rõ ràng. Còn không đừng, nếu mà anh tu đạo Phật mà anh không tìm hiểu thì chắc chắn anh phá hoại đạo Phật. Giống như anh mở trường học mà anh không có học, không biết chữ, mình mở trường học là chắc chắn anh phá hoại cái hệ thống giáo dục của người ta. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trong gia đình người tu thiền tông có người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, sau một thời gian thì khỏe mạnh như người bình thường,
Vậy người đó khỏe lại là do gia đình có người theo thiền tông hay do phước đức của người đó từ kiếp trước ạ? Thế này á, mình nói thực tế chứ không có phước đức gì trời trơn, mà không có thiền tông gì trời. Bây giờ bị ung thư nó xạ trị mà con vi trùng chết thì là ổng hết bệnh vậy thôi. Có nói gì có thiền tông và phước đức vậy. Trên thực tế bây giờ khoa học nó trị bệnh ung thư nó cứu được là 40%, thì con người này nằm ở trong cái 40% này. Còn cái mà nó nặng quá thì nó mất vậy thôi. Thí dụ con vi trùng nó ăn ở trong cái cơ thể của mình, cái nơi nào mà nó không nguy hiểm thì nó xạ trị hết. Còn nó chỗ nguy hiểm là nó, nếu nó xạ trị là nó chết luôn, thành không được. Thì bởi vậy thành ra ung thư không phải ai cũng chết. 40% cứu được 40% thôi, nhưng mà với điều kiện là phải con vi trùng ăn cái chỗ mà không nguy hiểm. Mình không nói thiền tông được, mình không có nói này, mà nói là nói về thực tế y học. Nếu mà đúng chỗ đó thì hết, bởi vì y học nó tuyên bố rằng chỉ được 40% chứ không phải là 100%. Lỗi nó ăn cái chỗ mà ác ôn mới làm sao chiếu vô con vi trùng chết rồi, mấy cái mạch máu mình cũng chết, mấy hồng cầu mình cũng chết luôn, rồi mình phải chết chứ thì sao? Thấy không? Đừng có tin tưởng tầm bậy. Thiền tông là khác à? Thiền tông có nói không phải tu thiền tông hết này hết kia, nhưng mà thiền tông nó có cái này. Thiền tông anh đừng có tin tầm bậy, đừng có lại, đừng có cúng. Thiền tông có vậy nè, anh mà cứ ở trong nhà, anh mà cứ mơ mộng hoài anh tông á, thì mấy loài kia nó vô, anh mở thiền tông rồi kia nó dương quá, nó không dám vô vậy thôi. Đó, mình phải hiểu vậy, chứ đừng tưởng được thiền tông là thần thánh gì, không phải cái chuyện đó đâu, đừng có làm vậy. Thiền tông nó cho anh bằng thực tế đâu. Con người anh bệnh về vật lý, trị theo vật lý. Con bệnh về tâm tưởng, anh trị, nó chỉ cách tưởng, trị cái tâm, nó có chỉ cách hết. Chứ không phải là đừng có mê tín, đừng có gộp lại. Ung thư hết là do cái ông xạ trị, chứ có khi nào ung thư ngồi đó mà không xạ trị hoặc không uống thuốc mà nó hết không? Còn lâu, phải không? Đừng có nói vậy, nó sai. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, trong sách Tu Theo Thiền Tông, pháp môn nào của Đạo Phật dễ giác ngộ? Xin Thầy có thể chỉ giúp con chỗ dễ giác ngộ là như thế nào không ạ? Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ giác ngộ, chứ không phải thiền tông. Đầu tiên ta nói vậy, tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ giác ngộ. Bây giờ ta trả lời rằng tu thiền tông, hiểu chưa? Còn tất cả các năm pháp môn kia hoàn toàn không giác ngộ, mà chỉ giác tiền thôi, chứ không có giác ngộ. Bây giờ muốn giác ngộ thì đầu tiên anh phải học giác ngộ là cái gì. Giác ngộ là hiểu biết. Hồi đó thấy ông Phật lên lại, ông nói không phải bây giờ đây cục xi măng, không ai trọng hết đó, không ai tài lại hết đó. Mình hiểu rồi mình giác ngộ rồi. Còn mà linh là của hồn nhập, muốn lại lại đó, cục xi măng không linh được, mà của hồn nó nhập vô rồi mình dọn thức ăn gì rồi nó bốc hơi đốt nhang rồi nó bay hơi lên vậy thôi. Thấy không? Đó là của hồn có làm được, làm hiện tượng đó vậy được. Bởi vì nó chỉ thổi điện vô, giống như mình mà cái cục than mà nó vừa tắt mình thổi vô thì tan, nó cháy sáng lên. Của hồn cũng vậy, cái nhang nó đốt tự nhiên nó phừng lên là gì, nó thổi điện vô thì nó bừng lên vậy thôi, chứ đâu có gì đâu lạ đâu. Giác ngộ là giác vậy, hiểu giác ngộ là hiểu biết. Hồi xưa mình tưởng đâu là ông Phật linh, chứ không phải ông Phật linh. Nếu mà ông Phật linh thì thôi, thì trở thành là gì? Thái tử đi ra làm cái đạo mê tín hay sao? Thái tử tức là ra để mà dạy người ta giác ngộ giải thoát, nhưng mà dạy không được, bị chửi. Mới vừa nói giác ngộ giải thoát chửi, thành ra ông phải dạy năm pháp môn kia để thỏa mãn cái lòng ham, rồi đợi khi nào loài người văn minh lên cao, người ta mới công bố cái giác ngộ ra, ta mới công bố giải thoát ra. Nó phải hiểu cái nguyên lý nó là vậy. Rồi, câu hỏi tiếp đi.
Xin Thầy giải thích giúp con về sự quấn hút của vật lý âm dương. Đọc là cái xin vật lý Thầy âm dương. Thích giúp con. Cái chuyện đơn giản, quấn hút âm của vật lý thì hút âm dương. Dương bị âm hút, có vậy thôi. Thế gian này phải không? Bây giờ con đi ra ngoài chợ nè, thấy cái bánh ngon quá là sao? Cái bánh nó hút con thì con mới nhào vô. Nó lực hút âm dương này, thấy cái xe đẹp quá, cái xe nó hút con, cái xe đó là âm, nó hút con thì con phải bỏ tiền ra con mua. Mua đâu rồi ra ngoài kia đụng cái rầm con chết, thì cũng quy lực âm dương, nó hút con. Rồi bây giờ sao? Nam nữ sao? Phải hút nhau để sanh quá. Đó thì vì thế mà nó mới có gọi là lực hút âm dương. Thế giới này là vậy. Tất cả âm dương, cái người âm nó hút người dương. Rồi nhưng mà có một điều là người dương bị dính thẹo thành người dương bị quả báo. Chứ sự thật âm hút dương. Tất cả vật liệu bên ngoài ta bán, từ cái nhà, từ cái xe, từ món ăn, thì cái món đó nó hút cái người đó, gọi là lực hút âm dương. Thì mua về rồi sẽ thấy, mua xe về nó chết máy hoài chửi đó. Nó đựng xe dột, ở cái nhà vài bữa dột chửi, nghe không? Mặc cái áo vài bữa rách chửi, đó là vậy thôi. Lực hút âm dương là vậy. Thế gian này tất cả những gì có trên thế giới này bị hút hết, không có cách nào thoát qua khỏi và lực hút âm dương. Mà nếu mà vô hình là điện âm nó hút điện dương, mà cái người á, cái người con trai á thì điện dương nhiều, của người con gái điện âm nhiều. Vì thế mà con gái tại sao xe xua hơn người nam, để nó hút người nam. Có vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao tu theo pháp môn Thiền Tông không được cầu nguyện? Cầu nguyện ai? Chứ vậy mà vậy mà vậy lên Phật gia rồi chết. Cầu nguyện ai tới đất này? Con suy nghĩ đi. Phật gia là thông hiểu tất cả những gì trên này. Con hỏi câu đó thì con dẹp đi, để ta lấy Phật gia con lợi. Thấy không? Trên đất này ngũ thú tập cư cầu nguyện ai? Con suy nghĩ đi. Suy nghĩ cầu nguyện ai? Hiểu chưa? Thôi bỏ câu đó đi. Nếu còn hỏi câu đó nữa rắc rối cho con lắm á. Rồi hỏi tiếp. Tại sao Thiền Tông lại bất lập văn tự và phải truyền ngoài kinh điển ạ? Nói có ai nghe không? Mà ông Phận vừa nói ra chửi. Chửi nhưng mà bây giờ ổng không dám viết cái quyển sách này có chữ để truyền đi nữa. Ổng viết bằng âm thầm, ổng viết trong bí mật để ổng truyền đi, để cho mấy ông tổ không có biết, không nói. Chứ ông tổ mà ổng cầm có tự rồi ổng cũng ổng nói là bắt buộc phải nói ra. Mà đến đời Long Nữ, bà Long Nữ bà mới biết cách bà lấy ra. Bởi vì cái hồi mà Thái tử Tất Đạt Đa gặp vua Hùng Nghị Dương rồi, thì Hùng Thúy Loan chỉ Hùng Thúy Loan cách lấy cái quyển này ra. Lấy từ đó rồi mấy ngàn năm sau mới lấy ra, nói cho con biết. Vì thế mà cái quyển giáo lý để là không có văn tự, bên ngoài có để chữ giáo lý Đạo Phật Thiền Tông, bên trong hoàn toàn không có một chữ. Không có một chữ là chữ viết về công thức giải thoát á, giác ngộ giải thoát, không, hoàn toàn không có. Mà Thái tử Tất Đạt Đa đã chỉ cho công chúa Hùng Thúy Loan biết cách khi nào con lấy như thế này nè, thì tự động nói thiệt, không phải bà này bà giỏi gì đâu. Nhưng mà khi bà nhận cái quyển sách này thì có người chỉ bà. Thấy không? Mà tôi không nói ai. À, có thể ông Thích Ca đi theo chỉ luôn, nó cho biết đó. Nhưng mà cái nói ra cái thì nó bị mê tín. Không có cái này mà không có cái lúc đó mà không, bởi vì 50 năm về 60 năm về trước mà không có người chỉ này, cái vi tính 60 năm chưa có. Sau này vi tính nó có thì người ta mới đánh bằng cái điện tử được. Chứ trước 60 năm là vi tính hoàn toàn chưa có, 60 năm về trước chỉ có cái loa phóng thanh, truyền hình chưa có luôn. 60 năm về trước, truyền hình chưa có luôn, không phải để đâu.
Mà khi mà nhận được này thì ta chỉ cách lấy đọc cái kinh vô tự này. Kinh vô tự này là cái quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông chứ không gì. Nếu mà quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông mà nói ra mấy ông tổ biết, ổng cũng phải nói, ổng không kính mồm mà mồm được. Vì thế mà ông Phật bí mật truyền theo đường Thiền Tông, đợi công bố ra mới được quyền nói. Vì thế mà ngài công bố ra 14 tháng 5 2017 mới bắt đầu nói thằng, bắt đầu nói về Thiền Tông. Chứ ngày xưa là chỉ nói cái công thức Thiền Tông thôi. Đó. Vì thế mà Long Nữ đúng ra nhận cái kinh vô tự cũng phải có người trợ giúp. Bà mới biết cách lấy cái này ra. Lấy ra rồi bà mới viết. Chứ viết ra chứ để mà không viết ra là mất liền á. Rồi mai mốt quên. Chính Long Nữ phải viết cái tập giáo lý đạo Phật Thiền Tông giao lại cho tôi. Tất cả những cái gì mà như bà bút trà ông Quỳnh Sạch hoàn toàn không biết. Ông đâu có thấy, ông có cái không nhận được cái quyển này mà chỉ nhận được cái quyền ký thôi. Đó, thành ra cái quyển mà giáo lý chính Long Nữ phải mở ra. Từ Long Nữ viết, tôi cũng không biết luôn. Khi bà giao là tôi mới hiểu. Đó, rồi bà chỉ cách lấy cái này ra. Đó, mà chỉ cái công thức lấy. Thì tôi mới lưu lại, tôi lưu lại. Mình sợ lắm. Hồi xưa tôi nói riêng là vàng mà tôi sợ mất, tôi không sợ mất, mà tôi sợ mất cái này nè. Vàng mất còn kiếm được, cái này mất kiếm không được. Thấy không? Tôi quý trọng nhất là cái quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Khi đã dịch ra được rồi, trời mừng khủng khiếp luôn á. Đó, phải hiểu như vậy. Vì thế mà cái này phải là truyền ngoài kinh điển thông thường. Gọi là bất lập văn tự, nó có nhưng mà không biết cái lấy, để kể như không có chữ. Vì thế mà phải bí mật truyền đi. Mấy ngàn năm sau, 2561 năm sau mới được công bố ra. Thì bây giờ mình học Thiền Tông đây là bắt đầu mới học được có 2 năm mấy tháng thôi. Chứ trước là học cho vui thôi, chứ không hiểu đâu. Vì thế mà có nhiều người nó chửi tôi, nó tại sao ban đầu nói khác, giờ nói khác. Thì chửi chứ nói làm sao vậy? Hồi đó ông dạy khác rồi, giờ ông dạy khác. Thì tôi mới thí dụ, tôi mới vô, không lẽ giờ mới vô học lớp 1 giờ đưa toán cho mày làm. Làm sao tôi biết. Mà chứ A viết còn không rành mà phải đặt đưa toán làm sao được. Thì mình phải phân thanh minh, thanh nga. Như là mình cực khổ mình ấy mà còn chửi mình đó. Sao ban đầu không dạy cái này, để tới mấy chục năm mới dạy. Thì thôi mình chỉ năn nỉ mình lại mấy ổng thôi, chứ biết sao giờ. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, xin Thầy giải thích giúp con câu trực nhận Phật tánh là ta ngộ thiền. Hồi đó thì không biết tánh Phật là gì. Thì giờ biết rồi, thấy nghe nói biết là phải ngộ rồi còn gì nữa. Ngộ là hiểu, thấy không? Hồi xưa mình không biết. Rồi cái nói cái Phật tánh là cái tâm. Rồi đủ chuyện hết, đủ thứ gì, tưởng cái gì nói đấy. Phật tánh là Phật tánh mà cái tâm gì là tâm. Nghe không? Rồi bây giờ mới Thầy Tông ra đời, nó nói là Phật tánh á, thấy nghe nói biết. Tánh người 16 thứ: thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạn nghi ác kiến. Bây giờ nó nói rõ rồi là mình ngộ rồi. Mình ngộ tánh Phật và ngộ tánh người rồi, gọi là ngộ thiền. Mình ngồi thiền, ngày xưa ngồi thiền để cho ta hiểu cái này. Nhà không cần ngồi mà ngồi đọc sách. Hồi xưa là ngồi thiền, bây giờ ngồi đọc sách thì hiểu được mấy cái này. Bây giờ nó khỏe, ngồi đọc sách hoặc nằm đọc sách cũng không ai rầy mình. Còn ngồi thiền phải ngồi cho niêm mật để chi? Nó phá cái vô minh để mà thấy, mà làm sao phá nổi. Thế giới này làm sao phá cái vô minh nổi. Giống như mình đi vô bãi cát mà bão cát á, làm sao phá cái bụi bão cát được. Thấy không? Không được, không cách nào. Thế bây giờ thành ông Phật ông chỉ tới công bố quyền ký ra là tánh người nó vậy, tánh Phật nó vậy. Rồi tất cả như kia ta nói hết là ngộ rồi chứ gì nữa. Còn mình không. Bây giờ khi mình ngộ rồi thì mình mới hiểu là trái đất này là ngũ thú tập cư. Nghe mình ngộ là thần người ngạ quỷ chết rồi, giờ ông Phật đâu có ở đây rồi mình lại ổng. Ông trời đâu có ở đây rồi mình lại ổng. Bỏ hết. Rồi sao, khỏe không? Trần Nhân Tông biết cái này đó, đói ăn mệt ngủ đừng có lại ai hết đó. Là ngộ thiền là ngộ chỗ đó đó. Hồi đó không ngộ thì đi lại. Bây giờ ngộ biết rồi, không lẽ mình lại cô hồ.
Còn Phật Thích Ca nó ta dạy ông nãy tôi nói là giác ngộ giải thoát và tu một chữ, tu cũng được sao? Trong quyển số 10 có nói sao? Ta dạy có một chữ mà các con tu cũng được sao? Ai đọc cái quyển số 10 lại có phải không? Dạy có một chữ mà không chịu tu mà giờ đi kiếm, đi ngầu thiền, đi võ mỏ tùm lum. Cái câu đó coi nhất mình đối với những người tu theo thiền tông. Như Lai dạy có một chữ mà tu không được sao? Đó, ai đọc cái tìm lại cái quyển số 10. Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con hiện đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn. Dạ, câu hỏi tiếp theo của vị Cao Thị Hương hỏi: Thưa bác, trái đất này tan rã, trung ấm thân phải ở đâu trong tam giới này ạ? Bây giờ trái đất này, cái trái đất này vừa tan rã là có trái đất khác nó tới. Do trời Thứ Thiên Dương điều khiển tới, biết mấy phút mấy giây nữa nổ thì cái hành tinh khác nó bay sát qua lại. Thì trung mình vừa chết thì nó biến thành trung thân phải chạy qua cái này. Cái đó là thế giới đó người ta chỉ cho. Vừa chết rồi, bao nhiêu người chết ở đây nè, chạy qua trái đất nó sát bên này, bay qua. Mà nó đi bằng điện từ chứ không phải đi bằng con người, thành ra không có lo. Gần mấy ngàn cái số nó đi có mấy giây tới rồi. Tất cả trái đất này vừa mất thì trái đất kia trời Tứ Thiên Vương phải đưa tới liền. Vì thế mà mấy người có phi thuyền, có phi cơ bay qua liền, tìm cái chỗ nào mà nó sông hồ hay là biển thì đáp đại xuống, phải không? Chứ đừng đáp trên cây thôi. Thí dụ bây giờ nói bây giờ nó đáp xuống sông, chứ phi cơ mà đáp xuống sông vẫn sống được chứ phải không? Giờ như vậy, nó bay gần tới sông nó bắt đầu nó đưa vô sát bờ. Còn nếu mà chỗ nào bằng phẳng thì nó mới đáp được. Mà đáp bằng phẳng nó còn nguy hiểm, nó sẽ còn nổ. Chứ còn đáp dưới sông mà đáp mé sông hoàn toàn không có, thấy không? Thì chiếc máy bay nó có thể nương người ta đi lên được. Nó cái này là nói đúng ra ông Phật đã nói cái này rất nhiều, trong nhiều khi trái đất nó bị hư rồi trái đất này di chuyển qua trái đất khác. Những người ở bên trái đất này chết thì nó thành trung ống thân bay qua đất chết. Mà nếu mà anh mà có phước dương thì tự động anh bay lên trên trời, bay lên các tam giới. Còn anh bị ác thì nó theo cái quy luật nhân quả, nó qua bên trái đất kia nó trả nhân quả. Nó phải hiểu vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con người ai cũng có 16 thứ tánh, nhưng tại sao có người hiền, người dữ, người thiện, người ác ạ? Bây giờ đó, thí dụ con 16 thứ tánh nè, thấy con mắt con sáng 100%, con thấy được 10 cây số. Con mắt con có 10%, con thấy con cày. Đó do cái nghiệp của mình. Thấy nghe nói biết là do cái nghiệp mình nó khống chế lại. Từ cái túi tiền của mình vậy tới bà đó giàu. Giàu bao nhiêu? 10 tỷ thì tới 10 tỷ, giàu 1 tỷ tới 1 tỷ thôi. Còn nghèo có 2-3 đồng cũng phải chịu thôi, theo cái nghiệp của mình. Thấy không? Mình phải hiểu thế giới này là thế giới nhân quả. Sống bằng nghiệp, bởi vì ông Phật đó, mình sống ở đây là sống bằng nghiệp của mình. Còn mình muốn đời sau giàu thì bây giờ phải tích lũy để đời sau nó lên. Đó, là do cái nghiệp. Còn mình muốn không bỏ nghiệp, theo thiền tông tiếp, vậy chạy ra. Mấy ngàn năm, 10.000 năm mới nói lần, bây giờ muốn ra không? Thì đi theo công thức thiền tông mà ra. Thấy không? Bỏ hết, buông hết. Buông thần thánh ma quỷ, buông hết. Tôi chỉ biết tạo công đức. Thấy không? Chứ tôi không biết làm cái gì hết. Để chi? Để đi về. 10.000 năm mới cái thiền tông mới nói một lần thôi. Mà nói không có nhiều đâu. Mà tôi nói từ khi công bố quyền kỷ năm 2 năm ấy, mà chưa chắc đã nói quá thêm mấy năm nữa đâu. Hoàn toàn không nói được. Thì cái này giờ có cho nói tôi nói không được. Sức khỏe mà biết đâu tôi ngủ thức dậy cái lưỡi tôi cứng ngắc lên sao tôi nói được. Bắt buộc tới cái ngày nào phải đứng là phải đứng. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con là một Phật gia, con chưa giúp được ai xin yếu chỉ, nhưng con có chia sẻ thiền tông lên mạng Facebook nhằm kiếm công đức. Mới gần đây con nằm ngủ nghe có tiếng nói rất rõ bên tai là con có công đức rồi. Bác cho con hỏi, hiện tượng đó có phải do vị thần làm ra hay thánh không ạ?
con phải xử lý như thế nào ạ? Cái đó là do thần kim cang. Bởi vì con xe trong đó mà cái gì nó con tự nhiên con có công đức là thần kim cang báo cho con. Đó là thần kim cang báo. Thấy không? Chứ không phải thánh đâu. Thánh không báo được cái này. Mà chỉ duy nhất thần kim cang báo này. Chứ còn ngoài ra không có ai báo được hết. Đừng có tin là ông Phật báo. Phật không có chưa báo cái chuyện này. Nhiệm vụ ở trái đất này là gì? Bảo vệ chánh pháp truyền tông là thần kim cang. Duy nhất chỉ có ông này. Từ truyền thiền giải đáp truyền tông, thần kim cang phải ngự để giúp đỡ cho cái đạo tràng này. Thấy không? Từ truyền thiền tiễn Phật gia, bất cứ cái gì là phải do thần kim cang giúp đỡ hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi người theo thiền tông mở máy phát về thiền tông thì có rất nhiều chung ấm thân đến nghe. Một số chung ấm thân không chịu được thì bỏ đi. Vậy những chung ấm thân đến nghe đó, có phải trong chung ấm thân đó có nhiều công đức không ạ? Cái này không phải có công đức đâu. Mà người tôi nói thật đó, cái đời trước là người ta muốn tu giải thoát nhưng mà không có cái công thức để tu. Vì thế mà người ta chết, chết thành chung ấm thân, làm cô hồn hay là cái gì ta không biết. Nhưng mà bây giờ nghe cái này, người ta nghe là nghe cái giải thoát, người ta mới đến người ta tu. Bởi vì tất cả những người tu mà theo vật lý hoàn toàn cái này người ta không lợi. Bởi vì người ta đã tu rồi, tu mấy chục năm không thấy gì hết rồi, mà bây giờ vừa chết mà nghe cái trên trần thế phổ biến cái này người ta nghe, là do những người đó trước đã tu mà không biết giải thoát là gì. Bây giờ biết giải thoát, biết giác ngộ giải thoát nên người ta thích ta nghe. Nghe để chi? Nghe để cho nó nâng cấp cái điện từ âm của cái trung ấm thân này nè. Nó dương lên đi thì người ta mới bỏ xác cái trung ấm thân được. Nó dương thì nó bằng cái tần số của con người thì nó mới đầu thai làm con người được. Chứ bởi vì cái cõi âm thì nó cái tần số âm dương nó thấp hơn. Vì thế nó nghe cái này để nó nâng lên. Nó nâng lên để rồi nó đầu thai là con người, sau đó nó mới kịp cái thời gian để nó tu thiền tông. Vì thế mà cái thiền tông khi mà ra đời khoảng 20 năm về sau người ta tu rất đông, mà phần nhiều là cái người âm ở lên họ tu. Đó là cái nguyên tắc nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Ông Phật gia Thiền Tông ở quận 12 có hỏi câu hỏi như sau. Xin Thầy giải thích câu nói của Đức Phật: ta có chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm. Diệu tâm là tâm gì? Nhãn tạng là tạng gì? Thưa Thầy. Bây giờ cái câu chuyện này là khi mà ông Mahakajip ông nhìn cành cầm hoa sen, ông mới ngộ đạo. Thì bây giờ cái ngộ đạo là cái tánh thấy của ông á. Mà bây giờ ngày xưa người ta không có sử dụng bất cứ cái danh từ nào. Bởi vì thế gian này ta dùng cái tâm thấy. Vì thế mà ông Phật bắt buộc phải sử dụng chữ tâm. Chứ sự thật là cái tánh thấy. Diệu tâm có nghĩa là cái thấy rất màu nhiệm, rất đặc biệt. Vì thấy này mà nó phát ra được cái thanh tịnh của cái tánh Phật. Nó nhận được cái tánh Phật thanh tịnh gọi là diệu tâm. Diệu tâm là nói về cái thời gian trước. Chứ bây giờ nếu thiền tông ra đời thì phải nói là tánh thấy diệu tánh thấy, chứ không phải diệu tâm. Tâm là cái thế giới kỳ trước người ta đã sử dụng. Là gì? Hồi xưa ta chưa biết cái tánh. Bây giờ mới phổ biến ra cái tánh thì ta mới nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái văn học này nói riết quen rồi, thành ra ta không bỏ thôi. Chứ diệu tâm là có nghĩa là thấy cái rất màu nhiệm, thấy được cái thanh tịnh của cái tánh Phật. Gọi là diệu tâm thấy. Bởi vì chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, pháp môn màu nhiệm bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tánh kiến tánh thành Phật. Đây là một cái giải đoạn của nó. Một đoạn giải của vị Thiền Tông về tánh thấy là xuất phát từ ông Mahakajip. Cái câu này Đức Phật khen ông Mahakajip cách đây là mấy ngàn năm. Nó theo cái này. Bây giờ mình vì thế mà các tổ, mà cái tổ lập lại là ai? Là ông Bồ Đề Đạt Ma mới lập cái này thôi. Bởi vì trước khi ông đến nước Trung Hoa, ông gặp Luân Vô Giả Đế rồi, ông lên nước Bắc Ngụy vô chùa Thiếu Lâm, ông nói câu này. Vì thế mà ông nói được cái câu này là cả hệ thống giáo hội của cái
Trung Quốc ngày xưa phá dở hết. Ông nói một cái câu này là ông nói chỉ một lọt như vậy là nó phá dở toàn bộ cái hệ thống giáo hội Phật giáo của Trung Quốc ngày xưa hết. Vì thế mà cái câu, chính cái câu nói này là đưa ông đến tới chỗ chết, đưa đến ông, giá nào bắt buộc ông, mà ông cũng biết chứ không phải không đâu. Ông Phật nói, ông nói ra là ông chết liền. Bây giờ ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn như tâm, đây là câu nói ban đầu để Đức Phật truyền đi, cấm tất cả các môn đồ không được quyền lập cái này đây. Nhưng mà ông Tổ Bồ Đề lập cái này, vì sao mà khi mà ông truyền thiền xong rồi người ta bắt lỗi ông cái câu này? Tại làm sao bất lập tu không cho tu, mà truyền đâu, ông đưa cái quyển nào truyền ngoài giáo lý đâu, đưa tôi coi. Ông nắm mà đâu cũng dám nói đâu, nó cũng lục được hết mấy cái của ông, nhưng mà hoàn toàn không tìm được cái kinh vô tự này. Chính cái câu này nằm ở trong kinh vô tự, mở đầu kinh vô tự nó nói câu này. Câu này phải là Long Nữ nói mới được, chứ không hoài ta không được. Vì Long Nữ khi nói ra phải công bố mới nói ra. Vì thế cái câu này dạng dạy rất kỹ về cái này. Cái ngày mà công bố còn chưa dám nói, mà đợi từ từ bắt đầu mới mở ra. Thấy không? Câu này nó xuất phát từ cái lời của Đức Phật xác nhận cho ông Mahakajip là vị tổ thiền tông đời thứ nhất đi theo dòng thiền tông, để đến khi Long Nữ công bố ra, ông Tổ Bồ Đề nói sớm, nó giết ổng, chết vì chết cái câu bất lập văn tự này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà ổng biết, thôi 110 mấy rồi mày giết tao cũng chết cho khỏe, tao khỏi ấy. Đó, thành ra có gì đâu, uống nước trà rồi. Hồi xưa đâu có quá chắc gì đâu. Cái cây thạch tín đó, cây thạch tín là cây người ta gọi là cây thuốc cá đó. Ai bước đi mua cây thuốc cá đâm đi, nhắc vô trong cái ly nước chừng khoảng 2 giọt uống tử liền, chết liền. Nó còn độc hơn cái cyanide bây giờ. Cyanide bây giờ còn nhẹ hơn cái cây thạch tín luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Anh Nguyễn Dũng ở Quảng Ngãi có hỏi hai câu như sau. Tổ chức tam thời hộ niệm ở chùa Vật Lý, ghi tên ông bà 7 đời để cầu cho ông bà được giải thoát, có đúng không? Này làm chuyện mê tín, ta nói thế giới này thế giới nhân quả. Ông bà mình cái nghiệp đi đâu thì bây giờ đi đó. Bây giờ tôi suy nghĩ rồi mình nói vậy, mình nói vậy cho nó dễ hiểu. Mình đi vô tòa án nó kêu mình 10 năm tù, rồi sao? Mình tổ chức cái gì? Tổ chức ra trước gõ mỏ tụng kinh, tôi tụng ông còn 2 năm tù, có khi nào tụng được không? Xin lỗi, ông lấy cái đó, ông lấy tiền tôi chứ làm sao có cái chuyện hạ 2 năm tù được. Lúc tòa án nó kêu còn cái nhân quả nó đã, anh đã vào trong cái thế hệ đó, cái thế giới đó rồi, đừng có tụng ai đó. Tụng cái gì? Ông Phật nói ta cũng không làm được mà. Hoàng triều người ta bị chết thiêu, người ta nói còn không được mà ở đó tụng. Bởi vì thiền tông ra đời nó mới chuẩn lại, đừng có làm cái này. Đừng có đạo Phật, đừng có đi lừa người ta. Chính cái chỗ này là đi lừa người ta. Ông căn cứ sách nào, ông thầy căn cứ sách nào tụng cho người ta khỏi cái đạo tam đồ này? Đi, nếu tìm đi, kinh nào tụng mà khỏi độ tam đồ? Gọi là tam đồ lục đạo, kinh nào tụng khỏi cái này? Tam đồ lục đạo duy nhất chỉ có thiền tông mới đi ra thôi. Còn trong thế giới này đừng có mong mà thoát ra cái quy luật nhân quả của trái đất này. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhiều người lấy nước sau khi tắm Phật để uống cầu phước, có phải là mê tín không? Cái này không có mê tín, mà cái này là cuồng tín. Làm gì mê tín? Trời nó cứ di trùng không, mày nấu ra còn nấu uống còn lọc 3-4 lần còn sợ bệnh ở đó tập bày đặt. Bởi vì tu đạo Phật không hiểu rồi thành nó cuồng tín luôn. Mê tín thì nó nhỏ, nó nhẹ, nó còn cuồng tín luôn. Này thuộc gì cuồng tín chứ không phải mê tín đâu. Thấy không? Bởi vì đạo Phật ra đời để làm gì? Giác ngộ, mà mình không giác ngộ. Trời đó cứ mê. Bây giờ bao nhiêu người bụi bặm ở trong thế gian này, trên trái đất này, rồi nó bám đi mấy năm trời, cả năm rồi đem ra rửa. Vậy thôi mình phải hiểu đạo Phật, học học Phật để tu theo Phật, chứ không phải học Phật để tu theo
mê tín. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp hỏi tiếp theo, vị Võ Văn Bảo 70 tuổi ở Bến Tre hỏi câu 1: khi tạo công đức, mới đầu người này tu tập theo thiền tông, sau bị thối lui hoặc bị bôi đen, vậy người hướng dẫn có bị bôi đen theo không ạ? À? Nếu mà hướng dẫn chấp thì bôi, còn hướng dẫn thôi không kệ. Cũng như con đưa cho người ta ăn, cái đầu nó ăn, cái mới ăn có chút nó dục, kệ người ta, mình cười, không ăn thua ý. Đó, mình giúp người ta, giúp ra bằng cách bằng chân thật thôi. Còn ví dụ mình đưa cho người ta, nó dục ra mình chửi người ta rồi còn dính theo, cũng được, thấy không? Có nghĩa là tu theo này bằng cái tâm bình thường, không có chấp, không bất cứ cái gì, không có là tôi có công đức mà tôi này được kia dẹp hết. Tôi chỉ biết người đó đói, tôi cho ăn, xong ăn không ăn kệ người ta. Tôi biết người ta còn luân hồi trong thế giới này, tôi chỉ còn đường ra, không đi thì thôi, tôi đi chỗ khác tôi chỉ, có vậy thôi. Con giúp tạo công đức, vậy mới là chân chánh đó. Nếu mà con tạo được vậy thì thần Kim Cang báo cho con biết. Mà lớn à, lớn ông mới báo à, chứ còn chút xíu ông không báo đâu. Giống như là mình ở đây, mình trúng số lớn á, thì người ta mới kêu mình đã trúng số, chứ mẹ trúng có 100.000 ai nói trúng số, thấy không? Mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, pháp thiền tông học giải thoát thì rất dễ, còn giải thoát còn pháp thiền tông học giác ngộ thì rất dễ, còn giải thoát thì vô cùng khó, có phải không ạ? Này không có gì khó dễ, do mình thôi. Bây giờ giác ngộ thì mình hiểu, mình đọc mình hiểu rồi, làm gì khó. Tại mình không chịu hiểu, mình đọc rồi mình chấp vô, người ta viết, người ta nói rõ mà không chịu đó, à, tu giỏi, tu tiến sĩ, cái này không phải đâu, làm sao giác ngộ nổi. Còn giải thoát đâu có là bắt mình đi làm nặng nề gì đâu mà khó. Giải thoát chỉ có đưa này, tôi cho chị mượn sách này, chị đọc thì hay, chị hay đó, thì tôi mua tôi cho chị, không ấy chị trả lại tôi, có gì đâu khó. Bây giờ mình ăn no không, nói thật ra mình không cần. Năm ba người bạn thì mình cũng bắt đầu mình thấy người nào được mình thử thôi, coi sao được không được thôi, ai rầy mình. Suốt đời mình chỉ cần năm ba người hiểu cái này thôi là mình có công đức rồi. Mình sống một cách bình thường, gọi là Đức Phật gọi là bình thường là đúng đó. Mà trong vật lý người ta gọi là bình thường là đạo. Chứ đạo này nếu mà nói về thiền tông không đúng. Thiền tông không cho đạo này. Đạo là con đường, mà con đường thường thường nói là theo quy luật luân hồi, nó không nằm ở trong cái giải thoát được. Thấy không? Mình nên nhớ rằng tạo công đức một cách bình thường thôi. Bằng cái gì? Một là cho mượn sách, hai là mình cho mượn máy, mình làm bất cứ gì mà giúp người ta được ấy. Nhưng mà nên một điều là đừng có nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá coi chừng cái ông đó mà có ông thánh ở trong người nó nhập mà nó quật lên mình chết á. Thấy không? Tại sao có nhiều người mà vừa nghe vừa đọc sách mà đi ra thiền tông bị xe đụng? Là vì tại mình ép. Ông kia nó thấy lơ đỡ là nó quất liền mình, ép mình cho chết luôn. Cho mình nín, đừng có nói miệng nữa, đừng có mở miệng nói nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao người nhận được Phật tánh thanh tịnh nói mình vô sanh thật giả ra sao ạ? Nhận sao? Nhận được Phật tánh thanh tịnh nói mình vô sanh. Cái đó là ma dương. Nếu mình biết nhận Phật tánh rồi đó, mình đi xưng rồi thì thành là ma dương rồi. Cái này ta nói là đừng có nói cái gì hết. Đừng nói vô sanh vô cái gì, cái đó tự nhiên vậy thôi. Của mình là của mình thôi. Còn bởi vì cái đó là mình chấp rồi mình khoe ta này kia nọ, nó thuộc về ma dương. Nó phải hiểu cái thế giới này. Mấy cái tu truyền tông làm ơn ngậm cái miệng lại, đừng có nói. Buông hết cái chuyện thế gian, chỉ cần bỏ chuyện thế gian đi. Đi cái này mình nói ra mình đi khoe với người thế gian. Ha. Đó, thì đi khoe quá là thành ra người ta chửi mình ơi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, người theo thiền tông về già tự cắt bỏ dòng điện từ âm dương có tốt không ạ? Tùy theo. Bây giờ cái cắt bỏ nó không phải đơn giản, thì mình phải có thần thông A-la-hán mới cắt được.
chứ người bình thường cắt qua được. A-la-hán tu và thành A-la-hán thì coi chừng nó lạc vào cái A-la-hán. Chỉ ông Phật mới hiểu cái vụ này. Còn mình thì thôi để nó chết theo kiểu quy luật vật lý. Đừng cắt cắt rồi bây giờ nói thiệt là cắt cắt rồi cái ông cô hồ cũng nhào vô, ông phụ cũng giúp cắt mình. Tức khắc thành A-la-hán ngay. A-la-hán không vô A-la-hán mà vô thành A-la-hồn. Có chừng cái chỗ này. Theo quy luật vật lý thành trụ và diệt, đi theo cái quy luật của nó. Đừng có cản lại nó. Bây giờ đó, thí dụ con mệt, lớn tuổi quá, mệt quá, không biết sao. Ráng thở gì, hít thở cho mạnh thì sống. Thì giờ đừng thở nó chết, có vậy thôi. Chứ làm gì đâu ấy, đừng có cắt, đừng có ép gì. Thôi, giờ mệt quá tao không thở nữa, tao ngưng rồi. Thì nói với con cháu rồi, chút xíu nữa tao đi nha. Mình nói tao tưởng là mình thay, chứ sự thật là mình thở hết nổi rồi. Thì mình ngưng rồi nữa thôi. Bởi vì người ta nói là trước khi ông chết ông mới làm gì? Mà ông có nghĩ gì không? Nó có. Hỏi nghĩ gì? Tao nghĩ thở. Tao không thở nữa là tao chết. Có chứ không có. Trước khi tao chết tao nghĩ thở. Thì tao chết. Người ta tưởng tôi có thần thông chứ sự thật không có. Cái này là tại tôi thở không nổi. Rồi tôi nghĩ thở thôi là tôi chết. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, khi con đốt nhang trên bàn thờ, con âm thầm đọc như sau: tôi biết pháp môn thiền tông Như Lai dạy giải thoát, quý vị nên cố gắng nghe theo để đầu thai theo dòng thiền tông. Để học tập giải thoát thật sự, quý vị nên cố gắng có được không ạ? Ai đó, ai ngồi bàn thờ? Nó tầm bậy. Đừng có làm cái đó, đừng có chuyện ai ngồi bàn thờ. Không lẽ ông bà mình hả? Mình bây giờ mình độ cái này phải độ bằng thực tế, còn đốt nhang thì thôi bây giờ nó nếu có Phật thì nó con cảm ơn Phật có vậy thôi. Ha, còn ông bà nó con cảm ơn ông bà, đừng có nói gì hết. Mình không có đừng có làm lanh với ông bà mình mà đừng có làm lanh với ông Phật. Ông Phật người ta giờ ta giỏi hơn mình nhiều lắm. Cảm ơn ổng được rồi, nó con đốt nhang, cảm ơn Phật để là truyền tông cho con hiểu, cảm ơn được. Ha. Chứ đừng có nói ai đó. Ai ngồi đó, xin lỗi trong nhà mình ngồi chứ ông bà mình được đầu thai đi mất mẹ hết rồi. Mấy sư phụ vô ngồi không? Nói ông chúc phước con, rồi con chết. Ngày mai con cúng cho ông ăn, mà con cúng là chết. Nghe không? Phải hiểu cái thế giới vật lý này nó là vậy. Cái gì nào nó cũng có cái nguyên tắc của nó hết. Bởi vì ta bảo là mình vô tu này là bình thường, đừng có suy nghĩ, đừng có nói, đừng có tưởng tượng cái gì trời ơi. Càng suy nghĩ càng tưởng tượng càng chết. Thấy không? Càng nói càng chết. Mà tôi đây tôi ngồi tôi nói là tại vì mình người hỏi tôi mới nói chứ khi nào tôi nói cái chuyện này đâu. Thấy không? Thì cũng hiểu cho tôi tại vì hỏi tôi mới nói nha, còn không hỏi khi bụng banh miệng tôi không nói nữa. Giờ hỏi tiếp đi. Chị Nguyễn Thị Thiêu ở Cầu Vấp có hỏi 6 câu hỏi như sau. Câu thứ nhất: thập một ngu đồ là gì ạ? Thập là 10, một là cái mục, ngu là con trâu, đồ là cái con đường đi của nó. Anh tu cái này là tu theo 10 mục chăn trâu. Tất nhiên con trâu nó đen, anh tu anh rửa rồi từ con trâu đen thành con sạch bớt thành con trâu trắng, nó 10 cái lắc. Mà tu để thành cái gì? Thập một ngu đồ này là do của mấy cái ông đạo bên Trung Quốc dạy. Bây giờ tu trở thành con trâu đen trở thành con trâu trắng. Mà giờ hiện giờ ở Việt Nam mình có nhiều cái chùa, nhiều cái thiền viện bắt đầu dạy tu này. Tu thành Phật không dạy tu mà tu thành con trâu. Suy nghĩ đi. Giờ ai muốn ấy không? Tôi chỉ cho. Xuống cây lạy có cái chùa tu thập một ngu đồ. Vừa rồi có người ta nói rồi đó. Con người tu thành Phật, một là tu thành Phật nhân tại thế gian này, hai là tu thành Phật sau khi trở về Phật giới. Còn bây giờ tu thập một ngu đồ là để gì? Tu từ từ 10 tầng bậc, con trâu đen trở thành là con trâu trắng, rồi để thành con trâu trắng. Vì thế mà Quy Sơn Cảnh Sách đã tu cái này, ông tổ Quy Sơn ông tu cái này.
Ông Tổ Huy Sơn tu á, vậy chứ hòa thượng tu sau cùng thành cái gì? Đệ tử ông hỏi, tao tu thành con trâu. Vậy chứ sơ khi mà hòa thượng chết vậy đâu? Tao ở dưới núi á. Chừng nào con thăm hòa thượng được, được, tụi bay tới rồi cầm bó cỏ cho tao. Ông Huy Sơn cảnh sách nói rõ ràng cái câu này. Thấy không? Tu tình con trâu trắng, thành con trâu trắng. Chính Tổ Huy Sơn mà còn không hiểu cái công thức giải thoát, thì làm sao một con người bình thường mà hiểu cái công thức giải thoát này được? Nào, này nó rắc rối lắm chứ không phải đơn giản. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu số 2. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là gì thưa Thầy? Thì cái tướng thì dễ ở cái này nữa hơn cái này hỏi. Tướng gì? Tướng giả? Tướng ngã. Tướng ngã. Thì tập ta, chướng chúng sanh. Chúng sanh là tánh con người nó là vậy, cái chấp. Và chúng thọ giả, nhận ta là chân thật. Đây là chấp ngã, ba cái này là gọi là ba cái thứ chấp ngã. Tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Cái là xác định rằng con ta là vậy đó. Nhưng mà cái này, nếu mà xác nhận đúng mà hiểu con đường này thì cái tướng này rất tốt. Còn nếu không hiểu thì cái tướng này làm băng hoại cái thế giới này, băng hoại cái xã hội này. Nếu cái tướng này chấp ngã, chấp mà đúng thì là phước cho cái trái đất này, cho thế giới này. Còn nếu mà chấp sai hoàn toàn nó phá hủy vào cái trái đất này. Đây là ba chấp của Đức Phật dạy. Tướng con người nó mạnh như vậy, không phải nhỏ đâu. Con người làm cho trái đất này phồn vinh tươi đẹp cũng là con người. Con người hủy hoại trái đất này, hủy hoại môi trường này cũng là con người, không ai ngoài con người hết. Vì con người là sao? Là vận mạng của trái đất này. Tồn vong xinh đẹp hay là bị hủy diệt cũng là do cái ba cái tướng này của con người tạo ra. Rồi con hỏi tiếp. Câu số 3. Cử huyền thất tổ là gì? Tại sao có cử huyền thất tổ? Cử là chính. Cử huyền là chính đời. Thất tổ là bảy cái ông tổ của cái dòng tộc mình. Có nghĩa là trong kinh vật lý á, nếu mà anh làm cái này thì anh có thể độ được cử huyền thất tổ. Mà cái người đó là ai? Anh phải đạo, anh phải thành A-la-hán, anh độ được cử huyền thất tổ thôi nha. Còn anh mà đi cúng mà là anh giết cửu huyền thất tổ luôn. Có nghĩa là bảy đời Phật, chín đời ông bà cha mẹ mà và bảy đời tổ của mình thì mình độ được, mà phải thầy A-la-hán. Bởi vậy thành ra mình kêu bằng ngộ đạo thì cửu huyền thăng được, cửu huyền thăng, cửu huyền lên, được quyền cái này. Với điều kiện là phải thập bát A-la-hán, siêu kêu bằng cái đạo A-la-hán nó cao nhất thì nó có 18 thần thông. Anh phải đạt được cái 18 thần thông này. Còn anh đạt một hai cái thần thông là anh chỉ lo cho anh thôi. Ví dụ mà ông Thích Thông Lạc á, ông tổ được có một cái thì ông mới tự tịch diệt ông thôi, không độ được người khác. Thấy không? Chỉ có một hai thôi chứ không có lên được. Mình phải hiểu cái thế giới này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 4. Người sau khi chết không chịu đi luân hồi, cũng không làm cô hồn mà chỉ quanh quẩn bên mồ mả, được gọi là gì ạ? Thì đó là hương linh. Cái đó thuộc là hương linh. Thì cứ tới giờ con cháu nấu thì nhào vô ăn chút, chạy ra mã ở, không có đi lên lợi mấy cái bóng cây á, mấy cái cây á. Người ta nói là lang thang ra bóng cây, bởi vì cây cao bóng mát là mấy người này ở. Không lẽ vô mà ở hoài cái mã buồn ra một cái gốc cây ở, cây cao bóng mát là những hương linh ở. Nó mình phải hiểu cái thế giới này. Còn nếu đi quy luật luân hồi thì vô làm người thì phải đúng theo quy luật con người. Làm cô hồn thì vô nó phân bốn đẳng cấp luôn. Cô hồn chúa sai cái gì phải làm đấy. Cô hồn dùng, cô hồn địa phương, cô hồn thừa hành. Nếu không chịu làm thừa hành thì là cô hồn lang thang, chết cái chỗ đó, đó. Mình chết ở đây là chết cô hồn lang thang. Thấy không? Giống như công dân
anh không chịu đi leo vô xí nghiệp ha, ông ra ra mạo chiêu đi ra ngoài đường, ông làm đi ra ngoài đó, đụng đầu giật đó, con hồn lang thang giống như con người của mình, không nằm trong cái tổ chức nào, không nằm trong gia đình nào, thì phải đi ra lang thang đụng đầu giật đó đó. Mình phải hiểu cái thế giới con hồn nó cũng có đẳng cấp của nó. Vậy thì con hồn Chúa nó mới được quyền thành lập các tôn giáo, các đạo. Nó xưng cái gì nó xưng. Thiền tông ra đời tôi nói thật luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 5. Vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định, cái nào, thưa thầy? Đọc lại. Vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định, cái nào? Câu này để hỏi rồi trả lời luôn đi. Bây giờ hỏi vật chất là cái gì? Là cây cỏ hoa lá, ai có trước? Mà suy nghĩ đi, trái đất này khi hiểu hỏi đó thì hỏi vậy chứ bây giờ từ thứ thiên nhiên tạo trái đất bằng cái gì? Tạo ra mấy giai đoạn? Giai đoạn sau cùng là có cây hoa lá, nước trước nè, sau đó con người mới có. Là con người phải đi sau cùng để đến thụ hưởng. Chứ nếu mà đồng khô quả trái con người sao lại sống nổi, không có nước được, rồi đồng khô quả trái. Mình hỏi câu này thì không hiểu cái thế giới, chưa sâu vào cái thế giới vật lý này. Thấy không? Anh có thể tất cả trên trái đất này có là anh phải có sự sống trước rồi anh mới tới anh sống được. Chứ còn anh không có sự sống anh làm sao anh tới anh sống? Giờ kêu bằng gọi đã không có nước không, rồi không có cây cỏ làm sao sống? Thấy không? Thế giới vật lý này phải đúng cái quy luật của nó. Cái câu hỏi này anh hỏi nó không có trí tuệ lắm. Thấy không? Rồi hỏi câu khác đi. Câu số 6. Giác ngộ và triệt ngộ khác nhau như thế nào? Giác ngộ hiểu biết thông thường, triệt ngộ là hiểu biết sâu. Chữ sâu là hiểu tận cùng của nó, là triệt ngộ. Thấy không? Giác ngộ là hiểu sơ sơ thôi, hiểu căn bản thôi. Còn triệt ngộ là hiểu thật sâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Anh Trần Hữu Nghĩa ở Tân Phú có hỏi hai câu như sau. Loài cô hồn sống ngoài vòng nhân quả và nhiều loài cô hồn có năng lực lớn. Vậy hỏi ông có thể làm xáo trộn nhân quả của thế giới này không? Có quy luật nào để hãm sự can thiệp của loài này vào thế giới nhân quả không? Bây giờ đang cái thế giới này là thế giới nhân quả. Nhưng mà nên nhớ rằng một điều, nếu không có cô hồn thì cái nhân quả này không tồn tại được. Nhờ cái cô hồn nó làm cho xáo trộn cái nhân quả. Vì thế mà một vị Phật khi ra đời 3.000 năm trái đất này sẽ chấm dứt. Vì thế mà 2.000 mấy trăm năm phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại cái vấn đề tin tưởng của con người. Con người ngày xưa tin nó sai, bây giờ ông Phật mới, trái đất này bắt đầu lâm nguy, thì ông Phật mới cho công bố cái này ra để nó cứu vãn cái trái đất này. Thiền tông ra đời nó cứu hai dạng người. Một dạng người mê tín và một dạng người quỷ diệt. Đó, thiền tông ra đời nó cứu hai dạng người này. Mê tín khi thiền tông ra đời là tất cả những người mê tín mà hiểu hoàn toàn không ai mê tín nữa là nó cứu được, thì nó sẽ trở lại cái trật tự nhân quả. Chính lời cô hồn nó làm cái trật tự nhân quả bị xáo trộn. Mà nếu mà cái thời mà cái con người chưa văn minh mà không có lập đạo thì cũng không được. Cái thời chưa văn minh mà nói về đạo Phật hoàn toàn không ai tin. Đạo mà đạo về giác ngộ giải thoát hoàn toàn không ai nói được. Nên nhớ thời Đức Phật nói còn nó bị chửi, mà cái thời khoa học nói còn bị chửi, thì giờ suy nghĩ làm sao đây? Thì ông mới nói là cái đạo Phật này ra đời thì khi truyền thiền mới chỉ có 5 người tới thôi, còn bao nhiêu trả lời hết. Vì thế mà thiền tông nó công bố ra để nó chuẩn đại, nó làm cho cái trật tự của nhân quả nó phải đúng. Cái chân quả này nếu mà không có cái thiền tông ra đời thì trái đất này nó hủy diệt rất sớm. Nên nhớ một điều, bây giờ còn nếu tính ông Phật nói là 3.000 năm một vị Phật ra đời thì 3.000 năm trái đất bị
bị hủy diệt. Hủy diệt một lần sự sống mà giờ 2563 năm rồi thì mình nhớ còn 400 mấy nữa. Mà cái thời văn minh bây giờ có thể là trái đất này nó tồn tại thêm được 400 năm nữa. Bây giờ trong chỉ dừng con người chỉ nóng giận một cái thôi, tất cả mấy chục ngàn bom nguyên tử nó nhấn nút một cái, trái đất này còn không? Hoàn toàn mất hết. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nó chuẩn lại cái này, chứ không có gì khác hết rồi, không nói gì hơn. Nhưng mà nó ra đời nó chuẩn lại là nó cho hỏi tự do. Nó nói là nếu không đúng thì cứ hỏi, anh cái gì anh đúng thì anh nói đi. Những người thế gian này cái gì đúng nói ra, còn cái gì không đúng thì tôi nói cho nghe, còn nghe không nghe thì thôi. Thế mà đây thì tôi bây giờ nói về mê tín đi. Bây giờ nói là cái trái đất này là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung. Anh lại ai đây? Anh cầu xin ai đây? Nếu mà anh nói được thì anh phá được cái Thiền Tông này. Còn nếu mà anh không trả lời được này là anh thật thì mê tín. Phải không? Chứ cho anh nói tự do. Còn nếu mà trái đất này anh muốn tồn tại thì anh làm ơn quá. Anh sản xuất cái gì mà có lợi cho con người, đừng có hủy diệt con người. Vì thế mà Liên Hiệp Quốc nó có ra một cái điều lệ, tất cả các nước trên thế giới là cấm phổ biến hạt nhân. Nên nhớ rằng có, nhưng mà nên nhớ nó cấm là cấm trên mặt, cái bên trong nó âm thầm nó làm. Sao Liên Hiệp Quốc nó biết? Mà sau cùng nó dở trò, nó là trái đất này có thể còn sống không? Tôi nhớ hồi mấy năm trước đó, bà Bill Clinton bà có nói một câu khi bà tranh thủ chức tổng thống Mỹ. Trái đất này chỉ hai siêu cường Mỹ và Nga có thể hủy diệt trái đất này trong vòng một ngày thôi. Chính bà Bill Clinton bà nói là do cái tánh con người. Bà tranh cử tổng thống Mỹ bà có nói cái câu thế này. Thì bà cũng hiểu biết rằng cái sức tàn phá mà cái con người phát minh ra để hủy diệt trái đất rất lớn. Bây giờ vừa rồi ở Ả Rập, gọi là cái kho dầu lớn nhất của vùng vịnh, mà nó bây giờ nó đâu có đánh bằng bộ binh vô, nó đốt này. Nó dùng cái máy bay không người lái, nó bay không biết tới đâu, nó rải lửa xuống cháy toàn bộ, không cứu vô kho dầu quả là không cứu được. Mà bây giờ nếu mà nó đi vào cái chỗ khác thì sao đây? Bây giờ nó mà nó làm cái này được rồi, hỏi chứ nó rải di trùng mình chịu nổi không, hay nó giải những cái chắc quá chặt rồi mình chịu được không, anh sống nổi cái này không? Vì thế mà Thiền Tông ra đời để chi? Để cứu giảng lại cho con người biết rằng ở trái đất này phải nhân nghĩa lễ tế tính để mà sống với nhau, hòa thuận với nhau, để cho trái đất này nó tồn tại lâu. Tồn tại lâu chứ không phải trường tồn được đâu. Vì cái tánh con người làm sao trường tồn? Ai cũng nghi người này, nghi người kia, người nào cũng có tham. Thứ nhất, tham rồi ác. Đó là làm sao mà sống được cái thế giới con người. Bây giờ trái đất này là 7 tỷ, vừa kê là 7 tỷ 6 rồi. Mấy năm trước là 7 tỷ rưỡi, nay 7 tỷ 6 rồi. Thì 3-40 năm lên 8-9 tỷ. Mà ông Phật nói là không thể chứa được 10 tỷ của trái đất này. Đó thì mình phải hiểu. Mà thế giới mà con người đông lung từ nào thì cái trật tự nó phá vỡ liền. Đó, bởi vì tánh người mỗi tưởng mà thì cứ phá vỡ. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nói hai phần này thôi. Còn nghe không nghe thôi, chứ còn mình đâu có nói gì. Ông Phật bảo thì tôi phải nói thôi. Thứ nhất, mê tín đừng có mê tín nữa. Thứ hai, đừng có phá hoại môi trường và đừng có kiến chấp mà phá hoại trái đất này. Vì trái đất này là ngôi nhà chung của nhân loại, chứ không phải riêng ai đâu. Anh giàu mà trái đất ô nhiễm anh cũng chết, anh nghèo trái đất ô nhiễm anh cũng chết. Chứ đâu phải anh giàu anh sống và tôi nghèo tôi chết, không phải đâu. Cái gì nó cũng chết. Khi mà chất độc nó thải ra rồi thì giàu nghèo cũng chết như nhau. Đó, thành ra Phật biết thì mới cho công bố này, công bố bằng sự thật vô hình và hữu hình cũng như sức tàn phá
trí của con người tàn phá trái đất này. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này. Thiền tông ra đời sau cùng để nhắc hai cái phần này thôi. Còn cái chuyện giác ngộ giải thoát là cái chuyện ban đầu. Mà sau cùng ý Đức Phật muốn rằng trái đất này phải ổn định lâu dài, đúng theo chu kỳ thành trụ huệ diệt của nó. Nó 1 triệu lần thì trái đất nó mới tan rã. Mà bây giờ 7 tỷ mấy thì mới có 7.600 lần thì thôi, 10.000 năm một lần. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 2. Trong một tâm giới có 6 hành tinh do một mặt trời sưởi ấm. Nghĩa là các hành tinh này phải quay quanh mặt trời. Tại sao con người dùng kính viễn vọng chưa phát hiện ra 5 hành tinh còn lại? Hay là chúng nằm trên một quỹ đạo khác? Hay là chúng nằm trong 8 hành tinh của hệ mặt trời mà con người đã biết? Bây giờ đó, cái mặt trời không phải là sưởi ấm cho 6 hành tinh này lên không? Cái mặt trời, cái dòng bầu hoàng đạo 1 là nó sở cho 6 cái hành tinh. Còn tất cả những cái hành tinh còn sống kia, nó sống bằng thực vật không? Nó vẫn có sống theo cái quy luật của nó. Để khi nào nó tạo được cái trời Thích Chí Dương mà tạo được cái hành tinh mới thì nó phải lấy cái thực vật bên kia nó đưa vô, gọi là trồng đó. Nước cũng vậy. Bây giờ khi nào mà thành lập được cái một trái đất rồi thì đầu tiên nó là cái gì? Nó rải muối vô, rồi rải nước vô, rồi bắt đầu rải thực vật vô, rồi mới tìm những cái động vật nhỏ. Nó mình phải hiểu như vậy. Còn bây giờ đó, mình ở đây là trái đất này nó tiếp trực tiếp với mặt trời. Thành ra ở ngoài trời nó phải là 1-200 độ thì sống được. Còn cái bầu kia thì nó sống bằng điện từ, thì cái năng lượng nó nhỏ hơn, rồi bồng 3, bồng 4 vậy từ từ. Vì thế mà cái bầu hoàng đạo 4 là tại sao nó sống bằng điện từ âm dương không màu sắc, là vì nó tiếp nhận cái sức nóng của mặt trời, sức ánh sáng mặt trời rất yếu. Thấy không? Còn cái bầu hoàng đạo 3 là nó tiếp xúc cái đó bằng điện từ âm dương 12 màu sắc. Vì khi nó trên đó nó không phải nó tiếp bằng trực tiếp vô đó thì cái điện này với điện kia nó chan hòa để nó tráo lộn trạo cho để có cái hình cho cái bầu hoàng đạo 3 nó trở thành lung linh, nó có cái màu sắc để cho cái loài trời hữu sắc sống hoặc là trời tiên. Còn cái bầu hoàng đạo mà 2 đó thì nó điện từ âm dương rất mạnh, nó gọi là dục giới mà. Thành ra mà cái này á, thế gian mà cái trái đất mình cũng dục giới, nhưng mà dục giới tứ đại tiếp cận mặt trời đầu tiên. Thấy không? Rồi cõi trời dục giới đầu tiên của điện từ nó tiếp thứ hai. Nó cái mặt trời ở giữa gọi là lửa tam muội, nó phát ra nó 4 cái nơi để mà tiếp nhận ánh sáng mặt trời này. Rồi một cái lửa nữa là cái bầu hoàng đạo 4 á. Khi mà cái ánh sáng mặt trời nó đưa ra tới cái bầu bảo vệ thì cái điện từ âm đẩy ngược lại, đẩy cái ánh sáng ngược lại để chi nó trộn để cho trái đất này nó quay và cái tam giới nó quay. Nếu mà không có cái này thì cái tam giới nó không quay được, mà trái đất không quay được. Vì cái lực dương đẩy ra, cái lực âm đẩy vô, hai cái này nó tạo thành là cái luân hồi nó quay được. Đó, bây giờ người ta mới hiểu trái đất tại sao nó quay. Mặt trời dương là lửa tam muội đẩy ra, ở ngoài cái bầu bảo vệ tam giới đẩy vô, hai cái này là nó tạo ra một cái lực, hai cái lực quay, ta gọi là quay theo nhân quả, mà do điện từ âm dương. Nó phải hiểu cái nguyên tắc nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thế hết thì nghỉ. Còn nếu phải nếu buổi chiều mà có người hỏi thì mở, còn nếu không có thì thôi. Buổi sáng hôm nay đến đây là kết thúc ha. Mời ăn cơm. Rồi quý vị tới bữa trưa mời xuống chai đường dùng cơm.